cái có khoảng đúng không ạ, cũng nói cũng có cái cơ sở, cũng có lý lẽ, nhưng mà có một người khác người ta làm vô, người ta phản biện rất là ngắn. À, cháu có thương với bác hồi nãy đó, thì cái người này cũng nói là không, anh không hoặc là chị không có thể nào mà ví von cái kiểu như vậy được. À, bây giờ cho là cái văn, tức là mình người Việt Nam mình biết cái văn hóa nựng nựng chim đúng không, rồi búng búng rồi nựng nựng rồi quay hình, nhưng mà quý vị không thể so sánh cái đó với nút cu được. Vâng, anh nói là nếu mà tự anh nút cu con tôi sẽ đính chết mẹ anh luôn, chứ anh sao mà sợ nút cu với cái kiểu mà nựng cu được. Đúng rồi, cái đó nó quá đáng rồi, đúng nó tình dục rõ ràng. Vâng, nó là nó bệnh hoạn. Vâng, nhớ rằng chị là nịnh niếc cu kiếp đó. Tôi nhớ tôi có một ông anh rể, ông ấy đẻ được đứa con trai ra, thì nghĩa là ông ấy thích lắm, ông ấy nói câu à, trái mấy buổi trông như cái con củ cặp. Lâu lâu cũng phải nói tục, nhưng mà nó rất là không phải, đây không phải tục, nó là mình chỉ gọi là gì bác, tức là không che đậy thôi, đúng không? Chứ còn nó là cái chuyện rất là đời thường, rất là đời thật. Nhưng mà thưa bác nói một cái điểm hồi nãy, có thể là vì bác quá trải nghiệm, bác quá tinh tế, thành ra cháu nghĩ là cháu có đưa cho bác xem mấy cái đoạn phim đúng không ạ, đoạn clip. Thì kính thưa quý vị, Khải nghĩ là bác cùng nhìn sang là nó nhập tâm, bác thấy liền. Hồi nãy khi mà ngồi xem với bác thì Khải cũng phải Khải khoe, Khải đã nói dạ cảm ơn chú. Dạ, Khải mới cháu mới khoe với bác, cháu người Việt Nam nó gọi là cái dạng như không phải là thánh soi mà cái nghề soi đó bác. Vâng, thành ra nhiều khi có những cái nó chỉ trong vòng một sát na thôi, một cái frame, một cái ấy. Tôi mang lên để mà xin lỗi, để mà ủng hộ cái anh này nhé. Vâng. Dạ vâng, thì trong vòng một sát na thôi, đúng rồi, chỉ cần tức thoáng qua có những cái mình gọi là mình thích cách mình gọi là giữa bác, tức là mình bắt được cái đáy của vấn đề. Thì hồi nãy lúc mà ngồi xem với bác thì cháu cũng thấy được cái điều bác mới nói. Thưa quý vị, bác Cường nói cái gì? Bác Cường nói là, tuy là thầy nghe cái nhận định của bác nha, bác nói là rõ ràng có cái sự gọi là nhu cầu, có cái vấn đề là đòi hỏi hoặc là để thỏa mãn cái đó đúng không ạ? Và Khải thưa với quý vị, không phải Khải đã nói Khải rất công tâm mấy tháng nay, Khải lên trên mạng, Khải đang theo dõi xem hết những cái gì có liên quan đến Phật giáo Tây Tạng, đến Mật Tông đúng không ạ, đến Tuyết Sơn rồi này nọ. Khải rất là ngưỡng mộ họ mấy tháng nay, bởi vì Khải nghĩ là có những cái mặc dù Khải không dám nói Khải là tin, Khải theo hoặc là Khải tôn sùng họ như là người Tây Tạng, nhưng mà ít nhất Khải thấy là họ có những cái điểm mình cần học hỏi, và mình không có thể phủ nhận, mình gạt họ có một bên đó là tụi này tụi mê tín dị đoan, tụi ngu dốt. Nhưng rõ ràng khi mà hồi nãy Khải xem cái clip đó trong một cái vài cái frame thôi, nó hiện lên cái đó thôi bác. Bác đồng ý chóng à? Tức là bác đang nói là có cái ớt chứ, có cái nhu cầu tình dục trong sinh lý trong đó. Vâng, nhìn cái hình ảnh á, một cái hình ảnh nó có cả ngàn lời nói, nhìn cái đó nó toát ra cái ánh mắt, rồi thì là thì mình mới thấy rằng thì là đây là cái lúc mà cái con quỷ ở trong mình nó hiện ra. Thưa các bạn, cho Khải nói thẳng luôn, tức là đó là lý do tại sao mà hồi nãy Khải cũng hơi thất lễ với bác Cường, khi mà trong lúc chụp được máy là Khải cũng gần như phải hối bác là phải làm là vậy á. Khải phải lục ra để Khải đưa cho bác xem cái đoạn clip đó, như bác nói đúng không ạ? Thì phải mắt thấy tai nghe, mà những người như bác Cường với Khải nhìn tận mắt thì mới đánh giá được vấn đề. Đúng. Và giống như Khải nói, khi mà Khải ngồi với bác, Khải thấy rõ ràng cái mà bác nói là gì. Khi mà Đức Lạt Ma đó bác, đúng ạ, hồi đầu Khải nói là thằng bé này nó xin được phép ôm hết, thì ông ta cho ôm, rồi khi ôm xong thì lại là cho kích, kích là kiểu văn hóa y tế luôn, đúng không ạ, nó chạm mặt, chạm mi, chạm mũi thôi, cũng kích. Nhưng mà như cháu ấy trong một cái sát na cháu cũng thấy không ạ, thì sau khi mà kích xong á, mi xong rồi thì Đức Lạt Ma ngập ngừng, có phải không ạ, trong ánh mắt và có hình nước miếng nữa, có ngập ngừng.
và rồi mới đi đến cái quyết định là nói cái gì đó và thè lưỡi ra. Đúng không? Chứ nó không phải là một cái sự mà rất là vô tư mà như người ta nói là chỉ là một cái sự hồn nhiên vô tư. Thì ít nhất là cái đó là cái quan sát của cháu thôi. Vâng, thưa anh, đúng là cái đó chính cái con người âm thầm ở bên trong cái nhu cầu về xác thịt có những cái lúc nó nổi giận, mới đầu chỉ là đùa với thằng bé, dọa nạt rồi lè lưỡi rồi thì là dọa như là tao là ma đây, tao là ngáo ột đây, mày có sợ không hay là gì đó thế nhưng mà bất chợt đi tới một cái ranh giới tự dưng là cái con quỷ ở trong lòng mình nó nổi lên. Đấy, qua cái hình ảnh mà Khải Đào giới thiệu đó thì tôi lúc đầu tôi không tin, ngày hôm trước mình không tin, giờ này đó thì tôi thấy là đấy rõ và cái biến chuyển của cái con người. Một cái chuyện nhỏ thôi, tức là ở Việt Nam cũng đừng có khinh nó, nhưng mà là thiềm am trong bờ vũ trụ, không ạ? Nhất là nam nữ con gái xuống chung đụng như vậy thì rõ ràng. Và có thể là loạn luôn nữa, không ạ? Thành ra, kính thưa quý vị, giống như Khải thưa đó là hồi đầu Khải có hỏi bác Cường đó là như vậy. Giống như bản thân Khải và Khải nghĩ đa số người Tây Phương, đúng không bác? Thì bao nhiêu lâu nay họ binh vực Tây Tạng, tức là nói mặt về mặt chính trị, ngoại giao, đúng không ạ? Đó là thế quyền, trật tự thế giới mới, là mình cảm thấy là bất nhẫn cho người Tây Tạng là bị Trung Cộng người ta đàn áp, người ta xâm chiếm, người ta muốn đồng hóa, đúng không ạ? Vâng. Thì rõ ràng là bây giờ có một người đại diện giống như mình nói, giống như Vatican, đúng không? Có Đức Giáo Hoàng, mà bây giờ cái thằng Ý đi, bây giờ nó muốn thôn tính lại Vatican, nó muốn dẹp Vatican đi, nó muốn sáp nhập vào nước Ý đi. Nhưng mà Đức Giáo Hoàng trốn đi được, ngài lưu vong, thì có phải ngài là một cái biểu tượng, một cái đại diện để mà còn giữ được, đúng không? Để còn đấu tranh được cho Vatican. Thì bởi vậy hồi nãy phải trên xe mới nói chuyện với Bắc Cường, thì cái người mà nói là thôi bỏ qua cho ông đi, nhân sinh ông cũng là người, thì phải muốn giải thích cho cái việc đó hiểu. Cái đấy của vấn đề nó nằm ở chỗ đó, được không vậy? Không ạ? Có nghĩa là nếu mà nói là Đức Lạt Ma cũng chỉ là người, thôi bỏ qua đi, ý nó là mày có hơn được mày không? Ai cũng lầm lỗi, đúng không ạ? Mày lâu lâu cũng như bác nói, cũng cái nhục dục, cái những cái gì bác, cái nhu cầu gì đó nó nổi lên rồi mình không kiềm chế được, đúng không ạ? Mình xa ngã thì ai cũng có lúc xa ngã. Tại sao mày? Nhưng kính thưa quý vị, giống như nãy bác Cường đã nói sơ sơ là những người mà cỡ từ linh mục trở lên đã phải có ơn kêu gọi rồi, huống hồ như Đức Giáo Hoàng và Đức Lạt Ma là đại diện cho hai tôn giáo mà quý vị phải hiểu. Hai cái người này là gần như họ nói là được Đức Chúa Trời, được Thượng Đế chấp nhận, công nhận, đúng không ạ? Và gợi gấm nói là đại diện cho Ngài, đúng không ạ? Ở trên thế gian này, tức là khi mà được chọn làm Đạt Ma, Đạt Lai Lạt Ma là phải trả cái giáo hội Tây Tạng, đúng không ạ? Những cái vị Lạt Ma cao cấp người ta đến, người ta kiểm chứng và người ta xác nhận đây là hóa thân, đúng không ạ? Tức là đây là Phật sống, tức là người ta hóa thân bao nhiêu kiếp người ta trở lại, chứ không phải là một cái thằng nào đó nó giành thiên hạ, nó giành được cái chức đó. Có thể rằng thì là ông Đại Lạt Ma này có thể rằng thì là ông ấy, có thể cái thằng bé đó nó sẽ là một cái Đức Đại La Đạt Ma tương lai. Đấy, ông này ông ấy thử lửa, ông ấy nếm xem rằng thì là nó có thật là có thể truyền được cái niềm tin hay là cái mà cái nó ẩn sâu trong tâm hồn
thể xác để mà xem rằng thì là có thể đây là một cái đại la lạt ma tương lai. Dạ vâng đó, thưa bác Cường, thà là như vậy, tức là bác Cường nêu ra một cái điểm đúng không ạ, nó không phải là thuyết âm mưu nhưng mà nó gọi là một cái scenario, một cái góc nhìn, một cái kịch bản khác để mà những người mà muốn bảo vệ cho Đức Lạt Ma có thể là triển khai cái hướng đó. Nhưng mà giống như trở lại cái hồi nãy bác Cường nói là cái nhu cầu sinh lý nó thuộc về xác thịt. Thành ra những quý vị nào Phật tử thì rõ ràng tầm mấy tháng nay phải có nghiên cứu mà. Thì rõ ràng những người Tây Tạng người ta tin là đi chỉ là giống như mình cái xe, đúng không ạ? Còn cái thật của mình á, đúng không ạ? Thương lấy sắc sắc không không rồi này kia đó. Cái thật á là họ nói là cái phần hồn, cái tâm linh, là cái chân thần á, đúng không ạ? Là nó vĩnh kiểu, nó muôn đời nó là một phần của nhất gì đó, nhất nguyên, đúng không ạ? Rồi nó mới bung ra, nó trở thành là một phần của ánh sáng của Thiên Chúa, của Thượng Đế đó. Rồi mình phải mượn cái thân xác thì mình mới tụ lại để sinh sống trong cái xã hội trần gian dương thế này được, đúng không ạ? Còn ở những cái cõi khác thì không cần, đúng không ạ? Dạ, giống cõi Atula, địa ngục hay là cõi thiên đàng gì đó. Vâng. Nhưng ở dương thế trần gian này thì phải cần cái thân xác này. Vâng. Đúng không? Thì có thể nói theo cái góc của bác đó như là cái chân thần là Đức Lạt Ma. Vâng. Đức Đạt Lai Lạt Ma. Vâng. Mượn cái thân xác. Nhưng mà có thể trong một lúc nào đó cái thân xác nó cái nhu cầu sinh lý của cái thân xác nó mạnh quá, nó bị dồn nén mấy chục năm, 90 năm rồi đến một lúc nó bùng ra, mình không kiềm chế nó được. Vâng, rõ ràng trong giáo lý Phật giáo có nói đến cái chuyện đó thôi đó. Vâng, mà tự dưng là chỉ có va chạm với một thằng nhỏ, nó hoàn toàn là không phải là vấn đề tình dục. Đấy, thành ra mình có thấy vừa rồi Cải Đạo nhắc tới Vatican chẳng hạn, thì cái thế quyền thần quyền thì tôi thấy thì là ngay khi mà giáo hoàng chết chẳng hạn, thì tất cả các cái tổng giám mục tới Hồng Y là họp lại để mà bầu một giáo hoàng mới. Tức là họ phải làm gì vậy bác? Tức là gọi là thiền gì đó, gọi là gì đó bác? Thiền như gì đó để mà vâng, lắng nghe ý Chúa. Vâng, đúng rồi, để coi biết là Thượng Đế muốn vâng, nghĩa là mấy ngày, nghĩa là kiêng ăn hay là mấy ngày mà thiền đó, rồi thì là nếu mà bầu được giáo hoàng thì người ta mới thấy rằng thì là ở trên cái cửa sổ của đền thánh Phêrô đó mới có cái khói xanh ra để mà báo rằng thì là Chúa đã nhận lời. Chứ còn thì có nhiều giáo hoàng mà nửa đường Vatican tới giờ này, tới dạo trước thì bao nhiêu chiều mình không biết, chứ Vatican vừa rồi đó là có giáo hoàng từ chức. Vâng, ông giáo hoàng ông từ chức. Cái điều đó cái lúc bây giờ có nhiều mà tờ báo mà nó chế nhạo, nó nói rằng thì là ông ấy từ chức, ông nói là thánh giá của Chúa nặng quá rồi, con khiêng không nổi. Vâng. Nếu vậy thưa bác, có phải là cái hồi nãy mình nói không, tức là bởi vậy thầy mới giải thích là như vậy, kính thưa vậy là mình thầy những cái người này Đức Giáo Hoàng đối với Thiên Chúa giáo, đối với Công giáo là họ nói là đại diện cho Chúa, cho Chúa Giêsu ở trần gian, đúng không? Tức là ý của giáo hoàng là ý của Thiên Chúa, ý đúng, của Chúa Giêsu, đúng không? Đức Giáo Hoàng phán cái gì là Chúa Giêsu đúng chuẩn một cái đó, thành ra không thể cảm ơn bác là trong lúc mà tranh luận như vậy thì có một người cũng đưa ra nhắc đến cái vụ là mà Đức Lạt Ma cũng là nhân sinh, cũng là con người thôi, giống như Đức Giáo Hoàng. Có một lần hình như đi qua Đại Hàn hay đâu á, có một cái vị giáo gọi là tín đồ giáo dân là vì thuộc thùng tính quá mới níu tay ngài, kéo ngài thì ngài mới gạt tay ra, ngài la cái gì đó. Chứ đầu tiên hết cũng thưa quý vị có hai điểm. Điểm thứ nhất là đúng, nếu mà nói như vậy là trong lúc đó đúng không ạ, là cái xác phàm, cái con người của Đức Giáo Hoàng lúc đó nó cũng tiếng Anh gọi là take over, take control, đúng không ạ? Nó trong lúc mất cảnh giác, lúc bất ngờ thì
cái Đức Giáo Hoàng, cái là cái chân linh mà Đức Giáo Hoàng của ngài nó không làm chủ được cái hành động, cộng hành mà cái phản xạ của con người nó giống như ai mà đụng cho nó cũng quay lại cho chửi cho giật chứ, đúng không ạ? Nhưng giống như cái anh gì hoặc là cái người nào người ta phạm biệt, nhưng mà cũng quý vị không thể so sánh cái vấn đề đó với cái vấn đề múc lưỡi với múc chim được, có phải vậy không ạ? Vâng, hai cái nó khác nhau. Vâng, cái người mà cầm cái mà tín đồ mà nhảy ra ca vào đó là cả định hôn Đức Giáo Hoàng hay là bắt tay hay là gì đó cầm thì đây là những cái tín đồ nó cuồng tín, đúng giống như cả Đào nói, nó không thể khác với lại cái mà Đức Đại La Lạt Ma mà liếm môi liếm miếc của một cái đúng một bé. Vâng, dạ. Nhất là giống như nãy mình xem, nếu mà chỉ vô tình trong lúc bất chợt là ôm nhau rồi vô tình mi cả đi. Vâng, rồi mà ai lên án thì cháu còn có thể như là và là gì đó bác bảo vệ là giải thích cho Đức Lạt Ma được. Nhưng mà như cháu với bác đều thấy là có một cái sát na, đúng không ạ? Có cái gì đó suy nghĩ gì đó và cuối cùng đi đến cái quyết định hành động đó, đúng không ạ? Chứ nó không phải là một cái sự mà là vô tình mà nó là ngẫu nhiên, đúng. Và đấy mới là một cái thể hiện là nó hết sức là con người, hết sức là nhân bản, vừa xác thịt vừa tâm hồn. Nhưng mà thưa bác, vậy cháu mới nói nếu mà những người bao nhiêu lâu nay giả dụ trong đó có cháu đi, có một phần thần tượng Đức Đạt Lai Lạt Ma và bắt đầu tin vào cái giáo lý này, đúng không ạ? Tức là bắt đầu tin là nó gì có sự luân hồi, đúng không ạ? Rõ ràng khi mà đã tin có luân hồi, có kiếp sau rồi nghiệp quả rồi tái sanh, đúng không ạ? Thì mới tin vào mấy thần tượng coi Đức Lạt Ma là Phật tái sanh, đúng không ạ? Thì như vậy như bác nói, nếu mà vậy mà anh là Phật anh không làm chủ được cái thân xác để mà như bác nói cái nhu cầu cái nhục dục nó lấn lướt cái như vậy thì cháu là tạm thời cháu chưa có phải là cái người đối nghịch để lên án Đức Lạt Ma, nhưng mà cháu nói giả dụ cháu là tàu cộng, lấy bác cho mình nói về vấn đề thế quyền, đúng không ạ? Thì nếu mà cháu là tàu cộng, thưa bác, cháu là ban tuyên giáo của tàu cộng mà bên Việt Nam mình hay chọc là Nam Trung Hải gì đó, thì cháu sẽ phải thừa cơ lợi dụng cái sự kiện này, đúng không ạ, để cho mọi người thấy không, vậy là tụi này nó bịp, nó láo, nó đâu phải là thánh thần, đâu phải Phật thiết gì, tụi nó là tụi cuồng tính u mê mất mũi. Chúng tôi qua không phải là diệt chủng, không phải là đàn áp gì hết đó, chúng tôi khai hóa cho tụi này, đúng không ạ? Nếu cháu là không nói cái đó sự thật nha, cháu nói đây là nói là cái giọng điệu như bác nói là tập cận bình đó, và nào thì nó cũng có một cái pretext, nó có một cái nhân danh, một cái chuyện nào công bằng, dân chủ, tự do, nhân bản, nhất là cái vấn đề nhân bản đó. Thì bấy lâu nay thế giới, nhất là thế giới tư bản đó, rất là bực mình đối với lại cái Tập Cận Bình, đối với cái lại cái nước tàu đang lên, và nước tàu đang lên đó, người ta nhìn thấy rằng thì là hình như là Tập Cận Bình bây giờ đương muốn để kề vai sát cánh với lại cái nền văn minh của nước Mỹ để mà lãnh đạo nước Mỹ, chưa dám lãnh đạo nhưng gọi là và vẫn theo cái, và vẫn theo cái truyền thống của người tàu đó, là người tàu là họ rất là họ rất là khôn ngoan, biết điều, do đó mà họ vẫn đi bên cạnh cái Tập Cận Bình, nó vẫn đi bên cạnh cái ông Joe Biden chẳng hạn, chứ là hắn không hề mà gọi là để mà gọi là nghĩa là làm một cuộc đảo tránh kiếm cái địa vị này hay địa vị kia đó, đấy mới là cái vấn đề mà đáng sợ. Thế thì bấy lâu nay mình đương tố cáo thế giới tự do, đương tố cáo rằng là Tây Tạng là một trong những các cái một cái nhà tù lớn mà để mà cai trị, rồi thì là các sản phẩm của Tây Tạng là mình tẩy chay. Thì đây là một cái cơ hội mà
để mà tập cẩn bình khai thác cái hôn của cái Đức Đại La Đạt Ma này. Thành ra ban nãy mà tôi cho trong cái bối cảnh của lịch sử đương diễn biến rất là dữ dội, tôi ví nó giống như là những các cái cơn bão, cái mắt xoáy của lịch sử, thì đây nó lại là một cái chuyện mà nước Tàu có một cơ hội quá lớn, không cái đó không hề bày đặt ra, mà cái đó là ý trời, cái đó tự dưng ông Đại La Đạt Ma này nhìn thấy để mà thấy rằng thì là cái nước Tây Tạng gọi là một trong những cái nước mà gọi là mái hiên của thế giới, một cái vùng mà tưởng là hoang vu hẻo lánh, thần bí, vâng, thần bí lắm, thì mình nghĩ là đây mới là cái cơ hội để mà mình thấy rằng thì là cái Tập Cận Bình cũng không nhân cái này mà xô vào để mà kết án, để cho thế giới họ phán xét. Đấy mới là một trong những các cái khôn ngoan. Cho nên mình mới thấy là thì là ví dụ như là cái mà gọi là cái trụ sở quốc hội của nước Tàu đó, cái nơi mà đóng của cái Tập Cận Bình đó, hay là trước đây đó thì nó gọi là Thiên An Môn, tức là quảng trường Thiên An Môn, tức là cổng trời của thế giới yên lành, thế giới an bài. Thì thưa bác, bởi vì cháu mới nói là cái đầu tiên cháu thấy là cái bài viết của South China Morning Post, là Việt Nam mình dịch là cái gì, Nam Hải Nhật Báo gì đó không ạ? Thì bởi vì cháu mới nói cháu không tin dữ bác rồi đó, cháu nói là mấy thằng này là mấy thằng tàu cộng Epoch Times rồi kia đúng không? Nó lợi dụng cái này, nó cơ hội, như bác nói cơ hội ngàn vàng, vâng, cơm dinh tận miệng, tự nhiên hở lên, đúng, hở sườn ra đúng không? Mà hai tuần trước tôi còn không tin cơ mà, đúng rồi, mà cháu cũng vậy, thành ra cháu phải xem và như cháu trình cho bác thấy là từ CNN đúng không? Cho báo Mirror rồi này kia là có làm tin hết, và rõ ràng bác cháu mình thấy rõ ràng cái video clip đúng không? Nếu mà nói là cái này là cái thời đại tân kỳ là có thể chế biến ra những cái fake video đó bác, tức là giống như anh David Minh là có thể tạo ra những cái hình ảnh giả đi. Nhưng mà cái này thì thứ nhất là cũng cái trình độ chưa đến độ như vậy, người ta vẫn có thể thấy. Điều thứ hai như bác biết là cái này chuyện rất là quan trọng, không bao giờ mà Tây Tạng người ta chấp nhận cho YouTube nó còn lưu lại những cái hình ảnh này nếu mà hình ảnh giả tạo, có phải vậy không? Vâng, bác ạ. Và thành ra mình có thấy đây nó là cơ trời để mà nước Tàu khỏi phải nói xấu Tây Tạng, với lại thu nghĩa là Sơn Hà về một mối, một trong những các cái thần thoại, một cái vùng mà thế giới đương nói rằng thì là Tàu đã đương đàn áp. Đây là một trong những các cái mà trong cái vòng kiềm tỏa của nước Tàu, và chúng ta phải cứu vớt. Thì bây giờ may mắn thay, cái điềm trời tự dưng tố cáo cái ông Đại La Đạt Ma có những các cái hành động mà nó hết sức là con người, hết sức là trần tục. Tức là bác hồi đầu bác không tin được mà, đúng không? Tức là bác nói chuyện nó không thể xảy ra, mày đừng có nói bừa, đúng không? Tức là cái chuyện nó quá sốc, đúng không? Mà bây giờ nó là sự thật thì như bác nói rồi. Thì thưa bác, cái này nó liên, cho cháu liên tưởng cái gì thưa bác? Cái hình ảnh của Tướng Loan. Vâng, có phải không ạ? Như bác nói, một bức hình nó đáng giá cả vạn chứ không phải 1.000 cái chữ chữ. Vâng, không thể trình bày, không thể viết, gọi là phân trần được. Một cái hình ảnh thôi nó có cái sức ảnh hưởng, có cái ấn tượng như vậy, có phải vậy không? Vâng. Thì đây là không phải một cái hình nữa mà một cái video clip, đúng không bác? Thì hồi nãy trên xe cháu có hỏi bác là rõ ràng khi mà nói đến, như bác nói liên quan đến ngoại giao,
bác cũng nói cái này nó sẽ chấn động, đúng không? Một cái cơn động chấn. Thì nếu vậy giống như cái hình của Tấn Loan, đúng không bác? Bản thân tụi bay dư sức, tụi Mỹ Tây Phương nó dư sức biết chiến tranh thì bao nhiêu người bắn giết nhau, đúng không ạ? Cùng lắm trong lúc phong ốc thì có một người tướng người ta từ xưa giờ cháu không bao giờ cháu kình đôn đó là ủng hộ cái hành động đó, nhưng mà cháu đang nói cái thực tế thôi. Đúng không ạ? Trong chiến tranh thì cái chuyện nó xảy ra không phải là một mình ông Tấn Loan. Nhưng cái quan trọng nhưng đúng không ạ? Là bây giờ cái chính sách, cái đường lối, cái Hoa Kỳ họ đang muốn cái gì, đúng không? Thì có phải như bác vừa nói, đây là cơ hội ngàn vàng để nó khai thác. Đúng. Anh nhắc tới tướng Loan thì tôi còn nhớ rằng thì là cái hồi đó là tướng Loan cái thằng du kích cộng sản là cái thằng bảy bốp đó, nó cứ ở bên trong mà nó bắn xẻ mấy người của tướng Loan chết rồi thì ông ấy hết sức là bực mình và ông ấy lính vào trong đó mới bắt thằng kia lôi thằng này ra xích thằng này lại nghĩa là còng tay thằng này lại và tới cái lúc mà ông tướng Loan đó là trong một cái thằng này mà nó giết bao nhiêu những người của tướng Loan thằng bảy bốp này đó cho nên ông ấy rút súng ra ông ấy bắn thì cả thế giới là kết án cái Việt Nam Cộng Hòa đây là một cái tên sát máu, đây là một cái tội ác chiến tranh. Nhưng mà không hiểu rằng thì là lúc bấy giờ Sài Gòn hay là những các cái vùng chiến địa nó là theo quân luật, không ạ? Nó là mặt trận chứ không phải. Có nghĩa là trong chiến tranh những cái binh sĩ mà đang xung phong mà quay ngược lại trốn hoặc là chạy trốn là bị đồng đội bắn chết được, đúng không? Đó là trong chiến tranh mà đang thời chiến và đang trong giao chiến. Vâng. Thành ra mình mới thấy rằng thì là ví dụ như trong cái giai đoạn sau của ông Ngô Đình Diệm thì ông mới có cái luật là 1058, tức là đặt cộng sản ra ngoài vòng pháp luật, tức là không an xử. Giống như bây giờ Mỹ người ta nói là đối xử với khủng bố là không có cần phải tuân thủ theo công ước quốc tế, vâng, đúng không đấy, công ước Geneva gì hết đó. Vâng, đấy, đấy là... Nhưng mà thưa các bạn, một lần nữa Khải nói Khải không có ủng hộ những cái hành động đó nha. Khải chỉ nói là cái thực tế nó là như vậy. Nhưng mà cái điểm chính cốt lõi mà bác Cường nói, Tây Phương người ta không phải lên án ông Tấn Loan, người ta lên án Việt Nam Cộng Hòa. Cái chính nó là như vậy, đúng không ạ? Tức là nếu mà cùng lắm cái ông Loan này ổng vi phạm công ước, cũng làm sai, cũng không kiềm chế được đi, thì đem ổng ra tòa án quân sự xử ổng, nó là cách chức bỏ tù lục lo chứ mắc mớ gì quý vị lên án Việt Nam Cộng Hòa. Chừng nào Việt Nam Cộng Hòa, cháu xin lỗi nhưng mà thực sự đến bây giờ cũng nhiều người vẫn tung hô Tấn Loan ủng hộ cái hành động đó, chừng nào mà quân lực Việt Nam Cộng Hòa, chính phủ Việt Nam Cộng Hòa ủng hộ cái hành động đó và như bác nói gì đó hợp thức hóa cái cách làm việc đó thì mới có quyền lên án Việt Nam Cộng Hòa chứ. Còn anh dùng một tấm hình để lên án cả một chế độ thôi bác. Vâng, thành ra kết hợp cái đó nó mới là một cái phong trào phản chiến. Cái phong trào phản chiến đó thì nó là một cái loại mà bới lông tìm vết, và đây là một cơ hội hay quá. Cho nên ông Tấn Loan là bị cấm qua bên Mỹ. Bởi vì cháu mới nói liên tưởng là vậy thôi bác. Trở lại cháu muốn hỏi bác có tiên liệu là sao, giống như cháu nói đúng không ạ? Bao nhiêu năm nay là Tây Phương Hoa Kỳ họ giữ Đài Loan, họ giữ Tây Tạng, đúng không ạ? Giống như một cái dạng cháu gọi là bargaining chip, để mà đúng không ạ? Để mà như là thương lượng với Trung Cộng, đúng không ạ? Hồi đầu thì chấp nhận tự giới thành, nói là Đài Loan mới là đại diện cho nhân dân Trung Hoa, đúng không ạ? Nhưng mà sau cái là hội nghị bóng bàn gì đó, đúng không ạ? Là đẩy Đài Loan qua bên, là chấp nhận Trung Cộng. Thì nếu mà bây giờ cái chính sách Hoa Kỳ họ quay xe, quay ngựa, thay ngựa dưới dòng, thì bác nghĩ là đây có phải là cái cơ hội ngàn vàng, cái cớ để Hoa Kỳ người ta đá Tây Tạng đi và họ người ta bắt tay
chấp nhận Trung Cộng không thưa bác? Vâng, theo tôi thì tôi vẫn đặt nó ở trong cái cơ trời, chứ không hề rằng thì là cái này có mà ai bày đặt để mà vâng sắp xếp để mà đá Trung Cộng bỏ rơi Tây Đảng, bỏ rơi Tây Đảng. Thành ra ban nãy mới nói ban nãy mình ngồi bên này đó ở đối diện đây thì mới gặp ông Lý Muối là một trong những người mà đại gia ông ấy đấu thầu muối ở Việt Nam. Ông ấy là đàn em của ông Vũ Tài Lục, nhà báo Vũ Tài Lục, mà nhà báo Vũ Tài Lục thì là rất thân với tôi. Hồi tờ báo Lập Trường của ông Vũ Tài Lục thì tôi là tổng thư ký. Do đó mà nhân tiện mình hẹn nhau tới đây mà không ngờ là gặp cháu Lý Muối. Rất mừng là bác gặp được những cố nhân. Vâng. Cháu cũng xin lỗi bác, hồi nãy cháu là hơi hổn, nhưng mà ý cháu là nhiều khi cháu trong lúc cháu làm chương trình cháu tập trung lắm. Vâng. Giống như đúng không? Giống như nhiều người không hiểu, tức là khi mà làm nó trong thành cái thói quen rồi, không phải là mình cố tình, nhưng mà giống như bác nói Linh Đồng á. Vâng. Là mình, khi mà diễn thì mình phải từ từ mình dồn đúng vô. Đúng chứ mình, không thể nào chi trí mình kiểu mà quý vị tưởng là cứ bật máy lên là ngồi nháy nhẹ. Đúng phải như vậy. Mình phải tập trung, mình phải có cái sự chuẩn bị. Thành ra khi mà bác Cường gặp cố nhân thì nói chuyện hơi lâu, thành ra phải hối thúc phải đòi bác Cường phải ấy, không phải là nhiều khi nó sự cái sự chi trí đó bác. Tôi thì tôi thích khảo đào ở cái chỗ rằng thì là mình làm cái gì là mình để hết cả tâm hồn vào đó, mình lên đồng chứ không phải rằng thì là mình là một tâm lý chiến để mà đâm thuê chém mướn, không có. Cho nên cái clip của mình hay là gì đó nhiều khi không ăn khách, như là mấy cái mà nó đấu thầu như là N10 hay là cái gì đó, tất cả những cái đó thì tôi với cả giàu là tôi đã nói rằng thì là mình đừng quan tâm để với bao nhiêu người vào coi mấy cái gì đó thì cái đó nó chỉ là một cái hiện tượng của một cái nền kinh tế tư bản mà nó đếm là những người mà vào để coi cái chương trình đó, dù rằng nói tiều nói phỉ, dù rằng nhưng mà để mà câu view câu like thì đây là một trong những các cái theo tôi là cái một trong những các cái mà sơ hở dại dột của cái nền kinh tế tư bản, và nó câu view câu ấy và lúc bấy giờ thì những các cái quảng cáo của nó nhảy vào, do đó mà cái người mà những các cái chương trình mà N10 hay là chương trình này chương trình kia đó, tự dưng nổi đình nổi đám. Thành ra cái thời buổi này là một cái thời buổi mà mình đi xa hơn, mình nói rằng thì là cái kỷ nguyên 4.0 đó, cái internet ở trên mạng vân vân đó, bây giờ là gọi là những dư luận viên với gì, nhà cầm quyền Việt Nam bây giờ nó phải đưa những cái dư luận viên ra để mà chống đỡ cả 100 những các cái loại hỗn láo nó nhảy ra để mà nó đặt vấn đề. Và một trong những các cái mà mình mới thấy rằng thì là nếu mà nhận xét một cách tinh tế đó, tại sao có bao nhiêu những các cái những người mà nổi lên chỉ trích nhà cầm quyền Việt Nam, và tại sao nó chỉ bắt một số người? Như bác biết là hôm qua họ xử Nguyễn Lân Thắng đó. Vâng. Rồi cho nói những người mà bị bắt, những người mà bị nhập kho là những người thật sự gây tác hại. Đúng không? Là một cái threat, là một cái mối lo của nhà cầm quyền. Thì họ mới phải bịt miệng, họ mới phải truy tố. Giống như bác thấy họ cấm sống vào Nguyễn Phương Hằng. Họ truy tố bằng tạm giam liền. Chứ còn cho nên nếu mà thằng Trương Phúc Huy mà Trần Nhật Phong mà nó thực sự nó là một mối lo, nó gây hại cho nhà cầm quyền, thì làm sao mà họ để nó lên có cả triệu view được? Bây giờ là có cả trăm những blogger, bây giờ làm sao mà biết miệng
à, được anh học là, không chỉ theo tôi đó là họ nhìn thấy cái thằng nào nguy hiểm, thằng nào ở đằng sau được thuê mướn. Chứ còn mấy người này bảo là chúng tôi chỉ lên tiếng không có bất bạo động, chúng tôi không có vũ trang gì cả, mà bây giờ là bắt tôi à, tôi thì bác bác thấy họ xử 10 năm mấy chục năm, Nguyễn Lân Thắng mới bị xử 6 năm, có người chết trong tù, những ông mục sư gì mới chết, rồi cha mẹ chết cũng không được về thăm. Bác cho phép cháu trở lại nãy bác nói đó, liên quan đến cái chương trình của mình, như là quý vị thấy chính bác Cường cũng không biết là suối dại hay là đồng tình với Khải, nó là không quan tâm đến view, đúng không ạ? Thay vì như hồi nãy Khải lên xe, Khải có nói với bác là những cái chương trình của bác mà hồi còn làm chương trình trên Phú Sa TV, có lúc nói chuyện với người này người kia, có lúc nói chuyện với Khải, thì những chương trình của bác trên Phú Sa TV là cả triệu view, mấy trăm ngàn view, còn bây giờ làm chương trình với Khải bây giờ còn có vài trăm view. Nhưng mà rõ ràng bác Cường vẫn không có gọi là nản chí thất vọng, đúng không ạ? Bác có đồng ý làm với chương trình với Khải, thì thú vị bởi vậy mới nói là ăn thua là cái mục tiêu, đúng không ạ? Cái chủ trương đường lối và cái mục tiêu, cái lý do mình làm thì như bác Cường nói là chó sủa mặt chó, thì mình cứ chuyện mình cứ làm. Tôi thì tôi cũng không có tôi nhắc lại cái câu mà cụ Trần Văn Hương mà nói chó sủa mặt chó đó, người bộ hành vẫn đi đó, thì tôi cũng không có cũng không có nói một cái câu mà nó nặng nề như vậy, nhưng mà tôi chỉ nói với Khải Đào rằng thì là tôi dùng cái câu của Trịnh Công Sơn đó, tôi ơi đừng tuyệt vọng, không ạ? Và mình là một cái tiếng nói của lương tâm, của lương tri, của thời đại. Nhưng mà cho nên mình phải đây là một cái sứ mạng mà mình phải nói, có thế thôi, phải tiếp tục làm công việc của mình. Chứ còn câu nêu cái sứ mạng. Vâng. Nhưng mà thưa bác, sẵn như vậy để cho phép cháu cũng như là nổ đúng không ạ? Hoan tưởng tự sướng, hoặc là để chứng an bác tí xíu, để cho ít nhất để mà khoe với bác. Các bác là thứ nhất là bác Cường vô tình không biết là có ý hay là tự thải hoan tưởng thải suy ra, nhưng mà bác Cường có nói mình là truyền thông từ truyền thông, đúng không ạ? Thì hôm bữa Khải đã nói trên Phú Sa TV, Khải nói quan trọng là ai xem những cái chương trình của Khải với bác Cường. Vâng. Thì thưa bác, hôm nay để cháu khoe là cháu có cái cảm nhận như vậy nè, có thể nó là chủ quan, mình hoang tử, giống như cháu thấy có nhiều người, người ta nói cái gì đó rồi hôm sau người ta nói ông Trọng làm như vậy, chính phủ Việt Nam làm như vậy, tại họ nói như vậy, thì cháu hy vọng mình không rơi vào cái tình trạng hoang tử giống như vậy. Nhưng nó không phải là hoang tưởng, mà mình rơi vào cái vòng lục xuất tranh công. Dạ đó, cháu không có muốn trở thành cái dạng mà lục xuất tranh công, lúc nào cũng đòi credit, nhận vơ cái credit của mình. Nhưng mà liên quan đến cái chuyện như cái vụ Lạt Ma hụng mấy bữa trước, đúng không ạ? Cháu nói với bác cũng thông tin, thì bác còn chắc bác rõ là bác nhớ là mấy tháng trước cháu đã nói về vấn đề Trương Quốc Huy rồi, NMTV rồi, đúng không ạ? Thì cháu rất là mừng khi mà bây giờ cháu có thể khoe với bác là như vậy. Những cái người mà bây giờ những cái kênh chính, kể cả phe của Trương Quốc Huy, phe của Trần Văn Văn, bây giờ họ cũng đã bắt đầu họ tú đá nội bộ với nhau rồi. Thì họ hoàn toàn, cháu không dám nói họ dùng hết những cái lập luận của cháu, những cái thông tin, những cái lời tố cáo của cháu, nhưng mà ít nhất trong thời gian gần đây cháu thấy hầu hết đều đã nói những cái là đưa ra những lời cáo buộc, những lời tố cáo, những cái nhận định giống như những gì mà cháu đã thưa với bác từ lâu rồi. Thứ nhất, đúng không ạ, là như bác vừa nói, cái triệu view đó nó không giá trị gì hết, nó có nói chỉ là cái vấn đề là tò mò, hoặc là nói là gây scandal, tức là không có ảnh hưởng tác hại gì cho chính phủ. Thứ hai là không, mày không chống cộng, mày chống cộng được kiếm cơm, kiếm view thôi, đúng không ạ? Rồi kể cả giờ cháu nói thẳng luôn, dạ dụ như là bác thấy ông cái chương trình đầu tiên của ông Hà Văn Sơn ạ, mới đây trên Phú Sa TV, mới bác có xem không? Cháu không, cháu có thể là chủ quan, nhưng mà cháu có cảm giác là ông nhắc đến những cái tên như Trần Ích Tắc, Trần Văn Bá, là những cái chương trình mà cháu với bác mới nói cách đây 2-3 tuần. Rồi những cái điểm, đúng không ạ, ông nói ra giống như những cái điểm mà bác thường hay nói trên những chương trình của mình. Có thể là chí lớn gặp nhau, đúng không ạ? Đồng điệu,
hoặc là cùng một cái đường lối chủ quan, hoặc là như ông nhắc đến cái sứ mạng, cái chọn lựa của ông là độc hành. Vâng. Thì cái đó thì mấy tháng trước ông làm cái bài thơ mà độc hành thì cả mấy chục năm trước rồi. Vâng. Nhưng mà riêng ít nhất cả năm trước, sáu tháng trước cháu cũng ra là tạm mạng, cháu tự sự, cháu cũng nói con đường cháu chọn được độc hành. Thành ra thứ nhất những người như là Hà Văn Sơn, đúng rồi, như đó có xem là rõ ràng lặp lại những cái nhân vật như là Trần Văn Bá, Trần Đức Tắc. Vâng. Rồi nói ra những cái luật giống như Bác, rồi cũng nói về NMTV, cũng nói về cùng chống cộng kiếm cơm chứ còn. Rồi kể cả ông bác sĩ Ngô Bá Định, cháu mới xem chương trình hôm qua trên đài SCT với Đoàn Trọng, cũng nói là ổng thì ổng không nhớ rõ, cháu đã nói là bây giờ nó không còn quân đội cả triệu quân lính giống như hồi xưa nữa, mà nó là binh đoàn tác chiến không gian mạng. Vâng, thì ông cũng lặp lại, ông nói là bây giờ cái đám gì AK gì đó. Vâng, AK. Đúng rồi. Vâng. Đúng rồi. Thì thật sự bây giờ những cái người không theo dõi nhiều họ thì nhớ mang máng là đúng không ạ? Vâng. Là AK-47 trên binh đoàn AK-47 trên, vâng, trên mạng xã hội thôi. Nhưng mà chính ông bác sĩ Ngô Bá Định, ông nói ông đi làm một ngày, ông đêm khuya ông mới về nhà, ông đâu có giờ. Ông vẫn nêu ra được cái điểm mà cháu đã nói mấy tháng trước là cái gì thôi bác. Ông nói bây giờ đó, nếu mà ban tuyên giáo chính phủ Việt Nam họ muốn đó, có hiểu mà họ có nhu cầu, họ cần và là bơm đều thổi cái kênh nào lên đó. Vâng, vâng. Thì ông nói, mà ông nói bây giờ cái binh đoàn AK-47 đó, nó chỉ cần nói với nhau một tiếng là cái clip đó nó sẽ có mấy chục ngàn like. Vâng, mấy trăm ngàn view. Vâng. Chính ông bác sĩ Ngô Bá Định nói trên đài ST, ông cũng lặp lại những cái đó đó. Vâng. Rồi bác thấy những người biểu tình, bây giờ họ cũng nói là kể cả ông Bùi Phát, vâng, trong cái thông báo tuyên cáo lên án tụi này cũng nói là tụi này chống cộng cùi, vâng, chống cộng kiếm cơm. Rồi chính ông Phát bây giờ ông xác nhận là ông biết cái chuyện, tại vì cháu nói với ông từ mấy năm trước, khi mà mấy tháng trước cháu nói với bác thì mấy năm trước cháu đã nói với ông Phát Bùi rồi. Cháu nói là thứ nhất cái kênh nó chịu view, nó là view ảo. Vâng. Thứ hai nó không gây tác hại gì cho Việt Nam hết. Vâng. Thứ ba là còn cái chuyện giữa cháu với bác có thể chưa đồng ý với nhau, cái điểm là có bàn tay của ban tuyên giáo, đúng không, có bơm bơm đều nhau lên, có dung dưỡng, có nâng đỡ để mà xây dựng cái kênh NMTV hay không. Nhưng mà ít nhất ông bác sĩ Ngô Bá Định ông còn nói được cái câu đó. Ông nói nếu mà bên kia họ muốn, đúng không, thì họ chấm cái clip nào thì họ chỉ cần búng tay một cái là quý vị có mấy chục ngàn like. Trong khi đó chính ông cũng biết, và dù ông có làm YouTube thì cũng được vài người vô xem thôi. Vâng. Đúng rồi, dạ cho mời bạn. Vừa rồi cả Đào nói rằng mình cái gì nữa, mình không có đồng ý với nhau về cái câu chuyện rằng có một cái bàn tay của nhà nước mà nhảy vào đó để mà tôi thì cái kinh nghiệm cho biết là Cộng sản Việt Nam họ cho rất nhiều người nằm vùng, không ạ, thành ra có thể có những cái clip mà rất hay, rất ấy, nhưng mà anh được giải, không ạ, anh được giải, tới lúc nào mà tôi lộ diện thì khác, tôi để cho anh đi quá chớn. Thành ra mình nhìn thấy rằng chỉ là ví dụ như là N10 ông Trần Nhật Phong, rồi ông Ngô Kỷ chở N10 đi về Việt Nam, một cái bà vợ mà làm cái vòng cổ gì đó và Ngọc Mai vân vân đó, thì cái răng mắc của cái chính trường Việt Nam, mà nhất là của cái chính trường Việt Nam ở hải ngoại đó, giờ này mình không biết giả hay thật, mình không biết thằng nào nó bán linh hồn, hay là thằng nào nó nằm vùng, hay là sẽ có lúc mà nó mới đặt bài ra. Thành ra ví dụ như là cái ông Ngô Kỷ chẳng hạn, thì mình thấy rằng thì là có nhiều khi ông ấy là một cái người mà lên đồng, một trong những cái người mà may ra gọi là cái gốc gác của Ngô Kỷ, là một trong những người mà tôi khen. Nếu mà hắn ấy có âm mưu thì nằm vùng hay là gì đó, thì tôi cho rằng thằng cha nó vẫn là con cháu của cái quê hương cách mạng.
Quảng Nam, Quảng Ngãi. Cái thứ hai đó là cái thằng đó nó đã khởi thủy, hắn ấy là một trong những các cái người mà được ông Chánh Biện Lý Rakakos ông ấy tuyển vào coi như là làm người hầu ở trong cái căng của ông ấy, trong cái ban tranh cử để mà lấy phiếu của người Việt. Vậy thì Ngô Kỳ là ở trong cái nôi chính thống, do đó mà hắn mới đi dự đại hội của Đảng Cộng Hòa mấy lần, mà mấy người cứ diễu rằng thì là Ngô Kỳ cứ mang khoe cái hình đó là thành tích thật. Và trong cái chính trường Hoa Kỳ thì cái vai trò của cái người Việt Nam, của cái người da vàng, của người Việt Nam thì nó cũng nhỏ bé lắm khi mà cái chính trường của nước Mỹ thì Ngô Kỳ chỉ là một trong những các cái dòng sông nhỏ, một cái mạng lưới nhỏ ở trong cái mạng lưới mà bao trùm của thế giới. Thì Ngô Kỳ có cái may mắn là đã được hầu hạ ở trong cái căn của cái ông Rakakos, và hắn ấy hội đủ những điều kiện. Hắn ấy là một trong những người mà gốc gác là người Quảng Nam, Quảng Ngãi. Và tôi nhìn thấy rằng thì là Ngô Kỳ là một trong những người mà gọi là chân thành bảo vệ cái lá cờ vàng ba sọc đỏ. Và hắn ấy có nhiều người thì cứ người này người kia gọi là cái bọn chống cộng kiếm cơm cái gì đó. Theo tôi thì tôi không thấy là Ngô Kỳ kiếm cơm, mà Ngô Kỳ là một cái anh thực sự là nó ở trong cái nôi của chính trường Hoa Kỳ, là một trong những các cái anh mà thành khẩn nhất. Cho nên tôi vẫn cứ đề nghị rằng thì là nên bầu cho Ngô Kỳ là một cái tiến sĩ danh dự của cái mạng cờ vàng. Và cũng nhân đây để mà có một cái là tôi chỉ nêu một cái ý kiến nên để mà bầu, chứ tôi nêu ý kiến chứ tôi không phải rằng thì là tôi dựng cái Ngô Kỳ lên rồi là để người ta bầu. Nhưng mà tôi nhìn thấy rằng thì là đây là một, nếu mà nói 40 mấy năm hải ngoại về cái cờ vàng thì quả là Ngô Kỳ đã đóng một cái vai trò, một cái dấu ấn, một cái legacy đáng ca ngợi. Dạ vâng, thưa bác, hôm bữa thì cháu cũng dính dẫn thôi, mặc dù là cái ý tưởng của bác thì cháu cũng đồng ý, tức là đương nhiên là thì thưa bác là trong vấn đề mà đấu đá nhau thì gần đây, trong thời gian gần đây thì cháu vẫn có cà khịa Ngô Kỳ, đúng không ạ? Thì sẵn là một lần nữa cháu khoe luôn, tức là như cái tên đầu đất, mà nếu mà bác theo dõi mấy bữa nay mà bác lên mạng bác theo dõi thì sẽ thấy là Ngô Kỳ với cái tên đó đã tuyên chiến với nhau rồi. Tức là cái tên đầu đất này nó ở Seattle, mà mấy bữa nay là Ngô Kỳ đưa hình ảnh của hắn là cũng giống như Nguyễn Phương Hùng, mà bị ta nói là lên chết sách rồi, cái đó bác khoe hình ta hết, bây giờ lộ hình ra rồi hắn ở Seattle thì hắn chống chế, hắn kêu cái đó là dư luận viên nó làm hình giả, đúng không ạ? Thì cái chuyện đó để Ngô Kỳ với đầu đất nó giải quyết. Nhưng cái chính là cái tay đầu đất này đó bác, là nó cũng cái dạng là giống như Trương Quốc Huy bây giờ đó, thì hoặc là Nguyễn Tiến Dũng, tức là bác gần đây thì bác mới biết là nó cũng có mấy trăm ngàn sách, mấy trăm ngàn người đăng ký đó, và suốt ngày lên là cũng bán nón, bán bút, bán này bán nọ, là chống cộng, cái kênh chính là chửi cộng, chống cộng triệt để chống cộng tới cùng, đúng không ạ? Thì đó, rồi cứ bao nhiêu người thì thù cộng thành ra ủng hộ tay này bao nhiêu năm nay thần sấm sét gì đó, và vô mua đồ, mua nón, mua cây bút mà gửi cho $400 đại khái như vậy. Thì cái chính như cháu nói là chính cái thằng đầu đất này mấy năm nay mấy hôm nay nó cũng nói là cái kênh Trương Quốc Huy chỉ là đọc lại báo của đảng, tiếp tay tuyên truyền cho đảng, cho ông Nguyễn Phú Trọng để mà thanh trừng nội bộ, chứ chẳng có nói được cái gì mới lạ. Thàn giờ là như Nguyễn Lân Thắng đi, anh lý luận, anh phanh phui ra những cái góc khuất, những cái bất cập
của chế độ, đúng không ạ? Thì người ta mới phải cầm tù anh, mới phải truy tố anh, địch miệng anh. Còn mày mày chỉ mà những cái tin mà ban tuyên giáo đã cho đăng trên báo rồi thì bây giờ mày phát tán nó ra thì người ta cảm ơn mày, mày là công cụ phát tán thôi chứ mày đâu có làm cái gì ghê gớm. Thì chính thằng này, đầu lớp này nó cũng lặp lại. Và mấy hôm nay thì nó cũng dùng những cái lời cáo buộc của cháu, tố cáo Ngô Kỵ đó bác, nó cũng lặp lại những cái gọi là luận điệu tố cáo đó. Thì cái đó là cháu muốn thừa với bác. Vâng, tôi vẫn cứ nghĩ rằng thì là người ta tôi nhớ rằng trong cái hội trường của báo Người Việt đó, nhắc lại một cái câu là người ta có thể lừa dối một người trong một thời gian nào đó, nhưng người ta không thể lừa dối mọi người mãi mãi được. Thì đây mới là một trong những cái sự thật. Thì tôi nghĩ rằng ở Việt Nam để mà cai trị 100 triệu dân thì chả cần phải là cái AK-47, chả cần phải rằng thì là có những các cái vè rằng thì là dép dâu cán nát đời son trẻ mới lại vũ tai bèo vâng. Thì tất cả những cái điều đó thì tôi cho rằng thì là nó là tự phát, và nó là những tiếng tâm lý chiến cuối cùng của những người thua cuộc Việt Nam Cộng Hòa, mà bây giờ không còn cái chuyện gì để mà làm nữa, và tự mình chối bỏ cái vai trò lệ thuộc của mình đối với Mỹ. Thành ra cái giờ này mà là gọi là coi như rằng thì là người ta nếu mà văn chương cái tục ngữ Việt Nam thì nó nói một cái câu cũng thật tệ lắm, tức là gái đĩ.
cộng sản qua cái vụ mà bắt giữ cha Lý đó bác, rồi bây giờ là đang bưng bô cho bên Pháp, quảng cáo sang bên Pháp. Nhưng trở lại là nói về Ngô Kỵ thì cháu cà phê thêm thôi à, bác còn nhớ là bác nói cháu cho Ngô Kỵ một chùy đúng không ạ? Là cái điểm bây giờ nó trở thành cái trọng tâm của vấn đề. Quý vị thấy là mấy bữa nay Ngô Kỵ cứ phải đấm ngực, cứ phải vỗ ngực, cứ phải là khẳng định tao là nhà đấu tranh, tao đấu tranh mấy chục năm nay tụi bay biết cái gì. Bác nhớ mà, mấy hôm nay là cứ nhất định khăng khăng tao là nhà đấu tranh. Trong khi đó bác nhớ cháu cho một chì xong là chối bye bãi. À, Khải Đào nói chứ tôi đâu có nói tôi là nhà đấu tranh. Nhưng Ngô Kỵ có một cái điểm mà cái cháu danh tị cho bác là như vậy. Thật sự trong những cái là nhân vật của lịch sử đó thì cháu rất tiếc là cháu không có cái cơ hội để gặp được ai hết, nhưng mà giả dụ những người mà cháu coi là nhân vật lịch sử như Đức Giáo Hoàng John Paul để nhị đúng không ạ, kể cả tổng thống Ronald Reagan, nhưng mà cháu nghĩ cái người mà thật sự tức là có gọi là còn nắm được vấn đề đó, đứng đằng sau sân khấu mà có thể giống như ông cháu có người nghe nói giống như ông Nhu với ông Diệm á, tức là cái người mà cái bộ não của cái và coi như là thật sự làm chủ được tình hình mà nắm được vận mệnh của thế giới của nước Mỹ đó là ông George Bush cha. Hồi xưa cháu rất là thần tượng, ông không phải thần tượng, tức là cháu nhận định như vậy. Cháu có đọc sách cũng rất nhiều, thì cháu một cái gánh tị là Ngô Kỵ, đương nhiên cũng có hơi nói bóng lên đúng không, cũng khoe cái xíu, nhưng mà rõ ràng là có được làm việc dưới chướng hoặc là có cái cơ hội để mà tiếp xúc đúng không ạ, bắt tay bắt chân chào hỏi trao đổi với tổng thống Bush, cái đó là một cái điều không phải là đơn giản thôi bác. Vâng, thì nó nói là Ngô Kỵ là đã xuất hiện được cái năm đời tổng thống Mỹ rồi mà thành ra cái câu chuyện mà với Bush cha với gì cả, hay là bây giờ với cái ông Joe Biden với gì đó, báo chí nó gọi là ông Biden đó thì cái câu chuyện nó không có gì là lạ cả. Và Ngô Kỵ là một trong những các cái người mà tôi cũng cứ nhắc lại, đây là một trong những người mang lại một cái dấu ấn về cái cờ vàng ba sọc đỏ. Và hắn ấy có một cái ngoài cái câu chuyện là hầu hạ ở trong cái kênh, trong cái cong, cái ban tranh cử của ông chánh biện lý Rakakos mà ở Mỹ là phải được bầu đó, thì Ngô Kỵ nó có một cái đặc điểm mà có khéo tôi cho rằng vì đâu mà Ngô Kỵ có một cái đấu tranh, có một cái nhãn đấu tranh, nhà đấu tranh đấu chiếc mà Khải Đào thì nói rằng Khải Đào cho hắn ấy một cái chùy chùy tức là bốc mẽ, thì tôi cho rằng chỉ là Ngô Kỵ là cái người thành thật. Ngô Kỵ là một trong những các cái hắn ấy là một cái nhà đấu tranh thực sự, nhưng mà cái thời nó không tới, cái thời nó không tới, cho nên Ngô Kỵ bắt đầu đi vào cái loạn chiêu. Loạn chiêu ở cái chỗ rằng thì là tự dưng thì hắn ấy nói rằng thì là ai cho tiền tôi thì tôi đốt cái cờ vàng chẳng hạn, rồi thì là một cái loạn chiêu khác, hắn ấy ngoài cái câu chuyện đốt cờ vàng thì hắn ấy gần như là không biết là Khải Đào mà nói thì là mấy cái người cộng tác với Ngô Kỵ hay là gì đó thì tôi không có theo dõi, nhưng mà Ngô Kỵ là cái mà giờ này thì hắn ấy cũng không dám thú rằng thì là hắn ấy đã nhầm lẫn hay là hắn ấy đã bị thời cuộc nó run rẩy. Thành ra ở trong cái xã hội này đó, cái ông ví dụ như Khải Đào mà khen ông Bush ra đó thì là những người hiền lành. Tôi nghĩ rằng thì là cái hiền lành nó mới là cha quỷ quái, chứ còn để cả những các cái loại mà đấu tranh tôi cũng không kết tội nó là quậy, nhưng mà nó cũng chỉ xuất hiện ở trên chính trường
làm một cái tên làm một cái tên múa rối, làm một cái tên giải trí, và không có nó thì cái cuộc chơi nó không đẹp. Mà mình đã nói chuyện rằng thì là các cái đại hội như thế, nó có những thằng trèo cột mỡ, có những cái thằng gì đó thì và trong những các cái đó, trong những cái hội chợ đó đó, thời xưa thời Tây đó, nó gọi là đấu xảo. Đấu xảo tức là thi đấu những các cái gì mà nó tinh xảo nhất, nó tinh hoa nhất là hội chợ đấu xảo. Thì ít nhất là Ngô Kỳ đã làm cái vai trò đó. Ngoài cái câu chuyện là Ngô Kỳ nói chuyện rằng thì là ai thuê tôi đốt cờ vàng, xong rồi thì là Ngô Kỳ có một vài người thì xong rồi thì là Ngô Kỳ tôi thấy rằng thì là hắn ấy nuôi một con chó, hắn ấy đeo lên trên vai và hắn ấy khoe rằng đây là một con Lucky. Và Ngô Kỳ làm cho tôi nhớ tới là thì là tự dưng một nhà đấu tranh, gọi là nhà đấu tranh đó, mà tự dưng bây giờ chơi với chó. Thì tôi nhớ tới cụ Phan Bội Châu, cũng quê hương của Ngô Kỳ đó. Cuối đời cụ ấy lập cái mộ chó. Cụ ấy nói rằng thì là có nhẽ đây là một cái thông điệp, một cái nhà cách mạng thì dù là có thương chó thương chiếc thì cũng không có để ý, hay là nếu có làm cái gì chăng nữa chôn con chó gì nữa cũng không đến nỗi mà lớn lên để mà cho mọi người thấy rằng gì đó, đây là cái thông điệp của nhà cách mạng Phan Bội Châu. Ông ấy nói rằng thì là rất nhiều những đồng chí ở trong ngoặc kép đó, những người mà suy tôn ông ấy, đi theo ông ấy, kể cả đi vào tù cùng với ông ấy, chết vì côn đảo, nhưng mà ông ấy cũng thấy rằng con người đã là con người thì dễ yếu lòng lắm và dễ bị mua chuộc lắm. Đây mới là một cái thông điệp, và tôi cho rằng chúng ta có lẽ nên đánh giá cái câu chuyện rằng thì là cái quan trọng nhất là cái tấm lòng, một trong những cái tấm lòng yêu nước thì nó còn phải đòi ba cái yếu tố là thời, thế và cơ hội. Thì bao giờ nó hội đủ ba cái yếu tố đó thì những cách mạng thì nó thành công, nó thế thôi. Thì thưa bác, gọi về cháu mới nói là cháu dẫn, mà cái này thì cũng dẫn thôi, là tấm lòng tường đó. Là bác đã nói đến chuyện, bác liên tưởng cái chuyện mà Ngô Kỳ dẫn con chó Lucky đi chơi, đúng không ạ? Với cái cụ Phan Bội Châu mà chôn con chó của cụ, đúng không ạ? Lập mộ chó, lập cái mộ. À dạ vâng, lập mộ. Thì coi như là đã thấy được cái cuối đời của Ngô Kỳ, là cuối cùng cái hậu cũng là, cháu không dám dùng từ bị bỏ rơi, bị xã hội hay gì, nhưng mà rõ ràng là bây giờ mọi người đều thấy, đúng không ạ? Như cháu nói là bây giờ là những cái người mà gọi là bỏ tiền ra, hay là nhờ cậy, hay là chiến hữu đồng đội gì của Ngô Kỳ trong thời gian vừa qua, trong những cái cuộc mùa tranh cử, đúng không ạ? Thì bây giờ cũng là trở mặt với nhau. Rồi như cháu nói bác, là những chiến hữu thao thoát chỉ còn bao nhiêu năm nay, mấy chục năm nay, bây giờ tối hôm qua cũng lên tố cáo Ngô Kỳ, là những cái lời cáo buộc cháu đưa ra là nhận tiền 3.000 của anh Vũ Lê, đúng không ạ? Nhận tiền ở nhà của ông Phạm Hồng Bắc, đúng không ạ? Rồi ngoài những cái chuyện đó, họ cũng nói là này là theo cộng sản lâu rồi, nó là chỉ rồi nó là tốt, là đi lên khoe là gửi tiền về cho cha Lý, để mà sau đó là cha Lý bị bắt. Tức là nói chung là bây giờ những cái người kể cả chống cộng cũng quay qua tố cáo Ngô Kỳ, và những cái người mà ứng cử viên dân chủ ở đây cũng quay qua là đúng không ạ? Và là Ngô Kỳ bây giờ đang chửi họ. Rồi bây giờ họ chưa dám trực tiếp chửi Ngô Kỳ, nhưng mà cháu nói là
nữ cán bộ tuyên truyền Nhật Linh, phát ngôn nhân của băng đảng này, mấy hôm nay là lôi Ngô Kỵ ra chửi, không chừa một cái gì hết thưa bác. Vâng, thưa anh, tôi thì tôi không có căn cứ vào cái hỗn loạn của cái truyền thông ở hải ngoại, nhưng mà tôi đánh giá thấp lắm về cái lập trường này lập trường kia đó. Tôi không căn cứ vào lúc thì khen lúc thì chửi nhau. Thành ra để rút cuộc lại thì tôi cho rằng thì là cái cơ chế của thế giới tự do nó hỏng, nó có nhiều sơ hở quá, nó lý tưởng quá, cho nên nó thua là bởi vì rằng nó lý tưởng quá, nó thành ra để mà kết luận đó thì tôi cho rằng thì là nói tới bút ra, tôi cho rằng thì là Ngô Kỵ cũng có một cái thành thật ở trong cái con người của hắn, và đây là cái lúc mà người ta tự xét mình, đây là một cái lúc mà người ta gần như là không dám, người ta không dám thú nhận rằng thì là tôi nhầm lẫn, cho nên và nó vẫn còn, chứ còn những các cái sự đấu tranh của những nhà cách mạng Việt Nam, hay là kể cả nhà cách mạng của Ngô Kỵ, nhà cách mạng, nhà đấu tranh Ngô Kỵ chăng nữa, thì cái chuyện ông Phạm Hoàng Bắc cho Ngô Kỵ một cái chỗ trú, hay là cái này cái kia đó, thì tôi thấy rằng thì là nó quá rẻ, nó quá rẻ. Cái đó nó không phải là mua Ngô Kỵ, mà đây là một trong những các cái ông Phạm Hoàng Bắc hay là người này người kia đó, nhìn thấy rằng thì là Ngô Kỵ cũng chỉ là nạn nhân của một cái giai đoạn lộn xộn, mà tôi vẫn cứ nói là thì là buôn hận thù, bán hàng giả, tức là defamers, những các cái chụp mũ nhau, những các cái bịa đặt để mà chụp mũ người này người kia, nằm vùng nằm viết. Thành ra tôi nghĩ rằng thì là kể cả Đảng Cộng sản Việt Nam thì họ cũng không bịt được mồm của người dân đâu. Nếu như vậy thì họ không có vững đâu. Bởi vì rằng thì là mình nói chuyện là tất cả những cái người này mà đã là đền được trong cái kỷ nguyên thế giới phẳng này đó, thì nhà cầm quyền Việt Nam thì họ tại sao họ bỏ tù người này mà không bỏ tù người kia, và tại sao mà mình phải hỏi rằng thì là thế thì cái người tàu họ can thiệp thế nào vào trong chính trường Việt Nam, người tàu mà họ dại dột thế sao mà họ can không biết cho tiền cái này cái kia, gài họ không gài một cách trắng trợn. Nhưng mà mình nhìn thấy rằng thì là cái nước tàu nó đã đang lên, mà ngay ở bôn xa này đó thì mình nhìn thấy rằng thì là người tàu, tiệm ăn của tàu, mình nhìn thấy các chợ của tàu đều là thuê mấy cái cô giới thiệu hàng, phát ngôn viên giới thiệu hàng gì đó, thì làm sao mà đỡ được. Thành ra mấy cái người này mà cứ nói rằng thì là gái Việt Nam bây giờ đã xuống cấp rồi, đi ra làm trò chơi, làm đồ chơi cho cả thế giới mấy gì đó. Thì tôi nhớ lại đời xưa đó, có một cái vụ án huyện, huyện trưởng, ông huyện tức là ông coi như là đỗ cử nhân rồi làm quận trưởng thôi, là ông huyện coi một cái huyện, thì ông ấy bị cái người tình, cái người mà ông ấy lấy bao nhiêu đâm, đâm 36 nhát dao, và tất nhiên là cái cô này bị ra tòa coi như đại hình, coi như và
tòa án và các người bên kia nó nói là chị là cái cô này làm sao lại ác đến như vậy, đâm một nhát hai nhát đâm đến 36 nhát và cái bỏ đá nghĩa là làm sao mà đến nỗi độc ác như vậy, nhìn thấy máu mà đâm như vậy. Thì thế nhưng mà cái tòa án của Pháp cái hồi đó tòa đại hình nó tha bổng cô ấy, trắng án. Trắng án ở cái chỗ rằng nó nhìn thấy cái văn hóa của Việt Nam, nhất là đối với cái ông huyện huyện trường đó thì nó nhìn thấy rằng thì là những sĩ phu mà gọi là để mà học thiết kinh sử để mà lên được cái đỗ cái cử nhân để làm ông huyện đó thì cái trình độ thấp lắm. Và cái người đàn bà đó còn nhớ rằng cái hồi đó đó là tất cả những cái đám cưới đó là đều để dưới đít của cái cô dâu một cái vành khăn trắng để xem cô ấy còn trinh tiết không, không ạ. Và rồi thì còn trong lúc ấy cái ông huyện trường này đó thì gọi là cũng mắc bệnh này bệnh kia, vừa bất lực vừa giang mai vừa gì đó cho nên là tòa đại hình người Pháp nó mới tha trắng án cho cô này, thấy rằng cái liêm sỉ của cái người gọi là sĩ phu Việt Nam cái hồi đó nó tồi tệ lắm. Thì anh dạ vâng, cảm ơn bác, cảm ơn anh Lê Vít Minh đã tắt máy, không biết là mấy giờ họ đóng cửa, họ không bà, tới bây giờ. Nhưng mà hôm bác họ tắt máy thì yên lặng rồi. Cháu mời bác, bây giờ bác có mang ra rất nhiều tài liệu mà, thì bây giờ là cái lúc để bác có thể trình bày cả những cái đề tài mà bác muốn trình bày, thưa bác. Vâng, thưa anh, thì mình thì tôi cho rằng chỉ là mình xoáy vào cái vấn đề đó thì tôi thấy là nó đủ rồi chứ. Dạ, nãy giờ mình nói về vấn đề thời sự là cháu đã ít nhất cái đề tài chính đó bác, mà chính là lên xe bác cũng có hỏi đúng không ạ? Cháu nghĩ cái vấn đề mà Đức Đạt Lai Lạt Ma nó rất là một cái đề tài rất lớn mà cháu thấy là bác cháu mình nói đề tài đó cũng tạm là ổn. Nhưng mà cháu mời bác, mình cứ có bây giờ qua một cái phần khác đúng không ạ? Bây giờ bác trình bày những cái gì nó liên quan không phải là thời sự mà liên quan bác chọn ra một cái chủ đề gì mà bác muốn trình bày, cháu thấy có bác mang theo rất là nhiều những cái tư liệu tài liệu thưa bác để mình nói về một cái chủ đề đó. Cháu nghĩ mình có phải đi ra ngoài chưa anh David? Không, thì theo tôi thì mình nói sẽ là đủ rồi. Mấy giờ đóng cửa? 6 giờ. Hôm 6 giờ mới đóng cửa bác, mình nói khoảng nửa tiếng nữa được. Vâng ạ. Dạ. Thì hôm vừa rồi thì tôi mang tư liệu anh hỏi tức là cái số KBC hải ngoại nó nói là chiêu niệm tháng 4 tức là kỷ niệm một cách một cái tháng 4 không những là tháng 4 đen mà là chiêu niệm tức là chiêu hồn tử sĩ đó coi như là một cái bài hịch một cái bài coi như là cái tháng 4 là những người thua trận linh hồn bây giờ ở đâu, những chiến sĩ vô danh bây giờ ở đâu, trong đó thì có hình của mà mấy ông tướng cái gì đó mà thì ban nãy tôi có nói rằng thì là một cái nhà báo Mỹ mà hắn ấy là CIA mấy gì đó thì hắn ấy nói rằng thì là một cái cuộc chiến của Việt Nam nó dai dẳng như vậy, 9 năm của ông Ngô Đình Diệm, 9 năm của ông Nguyễn Văn Thiệu mà nó chỉ kết thúc được có 55 ngày đêm. Thành ra thì để mà ban nãy thì chuyến trước thì tôi có mang cái bài mà thương tiếc Đặng Mỹ Dung là cái bài mà ngàn lệ rơi đó một trong những các cái người một trong những các cái người mà được báo chí thế giới ca ngợi đó, mà cái họ Đặng này đó nó cũng có một vài cái mà nó làm cho tôi suy nghĩ những cái sự kiện lịch sử cái họ Đặng thì nó bình thường thôi
Nhưng mà tôi nhớ rằng ví dụ như là cái ông mà thành công ở Bôn Sa, ông bác sĩ Phạm Đặng Long Cơ, họ Phạm là họ bên đội, còn Đặng đó là bên ngoại, thì Đặng đó cái Đặng cái cô kẹo ngọt đó hình như là cũng Đặng. Dạ vâng. Vâng. Và tôi nhớ rằng một cái người nữa nổi bật trong lịch sử Việt Nam đó là Đặng Xuân Khu Trường Chinh. Đặng Xuân Khu. Dạ. Vâng. Anh thì đây nó cũng là cái chuyện là nhà mà cái chuyện mà gọi là để mà cho nó để cho nó vui câu chuyện. Và thì anh bảo tôi mang có mang tài liệu có muốn nói gì cháu thấy không? Là mấy lần bác mang rất nhiều tài liệu mà nhiều khi mấy bữa nay cháu cái gặp ông Triệu Phát rồi cái chủ đề 1975 nó làm cháu lên cơn quá, thành ra là không có để cho bác đó là cái chèn vô để bác không có để trình bày được những cái điều mà bác muốn trình bày. Và cũng trong cái tháng tư đen thì lễ chào cờ đầu tháng tư và chuyện một logo gây bất bình đó, tức là họ cũng đưa ra cái chủ đề đó phải không ạ? Vâng, đấy, mà cái đó là báo hùng thứ thứ năm ngày 4 đông vừa rồi đó. Và đây là cái linh hồn của cuộc chống cộng, đây là ông Phan Kỳ Nhân. Và đây là cái hàng ngũ của những người đứng, và tôi thấy cũng quề quải lắm rồi, sắp hàng nghĩa là một dãy mỏng thế này. Đây là những người mà còn trung thành, còn sống sót trong những các cái cuộc đổi đời mất bão lịch sử, còn mang về được chưa tới 100 người hội họp nhau cả một năm trời mới mang về. Thành ra đây là cái cục Phan Kỳ Nhân. Còn ban nãy tôi nói về bà Đặng Mỹ Dung, và tôi mang đây về cái luật sư Nguyễn Quốc Lân tranh cử thị trưởng Các Đen Rơ. Và ở trong cái trang nhất thì diễn giả Trần Gia Phụng thuyết trình về vận động ngoại giao trước ngày 30 tháng 4 năm 75. Vâng. Thì cái ông Trần Gia Phụng này đấy, ông ấy nói về những các cái ngày hấp hối của Việt Nam Cộng Hòa, coi như rằng thì là nó cũng sân hận lắm, nó cũng buồn lắm, cho nên là ông ấy cứ nói là một cái chứng nhân lịch sử, và bây giờ chỉ còn có cái vấn đề than khóc, cho nên nó mới có cái vấn đề là chiêu niệm 30 tháng 4 đen. Vâng, thưa anh, còn tôi có mang cái quyển sách này, Green Plum này, của cái anh nó mới đắc cử, tức là của anh Joseph Đỗ Vinh Tài, tức là Đỗ Tài Vinh, một trong những các cái người mà tôi thấy rằng thì là hắn ấy có bà vợ là cái luật sư Dina Nguyễn đó. Và nhân đây thì tôi muốn đề cao, không phải tôi muốn khen cái anh này, anh ấy cũng chả cần gì để mà lấy phiếu, nhưng mà đây đắc cử rồi. Vâng, đắc cử rồi, nhưng mà đây là cái mà tôi thấy rằng thì là anh ấy là một trong những người đốn tim. Tôi biết, tôi quen biết, tôi biết anh này là anh ấy là thông dịch viên của một tòa án ở Louisiana hay là ở gì đó, Philadelphia, vâng, Phila gì đó. Thì thế lúc bây giờ anh ấy thấy ở Bôn Sa này thì coi như rằng thì là anh ấy thấy người Việt Nam tụ tập nhiều, thủ đô tị nạn, thì anh ấy về, thì tôi thấy rằng thì là anh ấy gặp cả Thúy Nga Paris lúc bây giờ đó, cái ông Lai gì đó, Tô Văn Lai cũng là tới cuốn 100. Thế nhưng mà đây là những cái nhân vật lớn, nhưng mà ông Tô Văn Lai cái lúc bấy giờ thì ông ấy cũng than phiền rằng đây này, vừa mới thấy thằng nhỏ nó bán cái Thúy Nga Paris vừa mới ra tuần lễ trước,
thì tuần này đó nó bán 10 đồng 6 cuốn thành ra ông bảo rằng ông có bảo rằng bây giờ làm sao mà sống nổi. Thì về sau thì tôi thấy rằng Nguyễn Ngọc Ngạn mê gì đó, Nguyễn Cao Kỳ Duyên đó, thì bắt đầu đổi cái nguyên tắc, bây giờ không còn để mà in free nữa, bây giờ là tổ chức những đại hội của Thúy Nga Paris từ 110 mấy đó, 20 mấy đó, tức là một cái đại hội bán vé vào cửa, chọn một cái hội trường rất là lớn để mà bán vé vào cửa, thì riêng bán đủ cái vé vào cửa đã thu lại được tất cả những sở phí. Cái đó mới là cái chính, giống như mà ở Việt Nam cái tổ chức sâu á, tức là làm sâu chứ không có ra băng nữa. Vâng, đó, thành ra đó, thế còn nói về cái anh Joe Đỗ Vinh này đó, cái lúc bấy giờ thì anh ấy cũng lại ra cái quán Gen ở ngay cái đầu, bây giờ nó thành ra là cái quán phở Lover đó, cái quán Gen lúc bấy giờ của cái anh Lý Kiến Trúc. Thì anh này anh ấy cũng có tham vọng, anh ấy đời xưa là anh ấy cũng làm báo, xong rồi anh ấy cũng làm nhà may, xong rồi thì là anh ấy cũng làm cái quán Gen và coi như là thiền đó, và anh ấy mời Đức Lại Lạt Ma lại và mời nhiều khuôn mặt ở trên thế giới lại, thành ra thế thì nhân cái quán Gen đó thì cái anh Joe Đỗ Vinh này đó, anh ấy cũng tới đó, tới đó thì anh ấy cũng nghĩ rằng thì là Bonsa này người ta gọi là thủ đô tị nạn mới lại gì đó, thì anh ấy thông dịch viên ở một cái tiểu bang khác, thì anh ấy chạy về đây, thì anh ấy cũng là ngồi ở cái quán Gen, thì lúc bây giờ có cả ông mục sư Minh, là Nguyễn Quang Minh đó, là ông ấy là một trong những các cái coi như là luật sư hữu thệ của tòa án, thông dịch viên hữu thệ của tòa án, rồi thì là thì lúc bấy giờ thì anh này anh ấy cũng nghĩ rằng là người Việt Nam với nhau các thứ gì về, thì anh ấy rất là thất vọng. Ông này lúc bây giờ có cả Lê Chính Long với lại gì đó, thì anh này ấy rất là thất vọng, thì là mấy anh này coi như là dìm đàn em, không muốn cho nó gia nhập. Tuy rằng ở Buôn Xã này tòa án ở đây quận 13 có thiếu người thật, nhưng mà không có nâng đỡ, không vâng, có họ độc quyền để mà họ hoặc là thấy đàn em có thể nổi trội giỏi hơn mình, sợ mai mốt mất công không vâng, và chia chắc thì anh Joe Đỗ Vinh này tôi thấy rằng thì là hắn ấy sau khi mà nhìn thấy đàn anh đó thì anh ấy bỏ về, và anh ấy mới là một trong những người mà khinh thường cái tư cách của những các cái bậc trưởng thượng. Anh ấy về, anh mới làm cái anh ấy thu thập những các cái anh ấy đi lên trên đồng bào thượng, anh ấy uống rượu cần với những các cái gì anh ấy nhìn thấy ở cái nơi này này, mấy là những các cái đồng bào thiểu số, đây mới là những cái nơi mà đáng để mà những nhà báo, những các cái người mà đại diện chính quyền tới để mà nhìn xem họ ra làm sao. Cái cuốn của anh ấy là Green Plum, tức là cái mộng cuốn xanh, mộng xanh tức là hãy còn xanh, chưa chín tới đó. Vâng, hãy còn xanh, và trong một cái clip khác và cũng mới đây thôi, tức là anh Joe Đỗ Vinh này anh ấy có về cái phố Bonsa TV có phỏng vấn, và anh ấy nói là 13 điều hối hận, 13 lần xin lỗi sau khi mà đi dự tiệc rác vào bà đó. Vâng, thì anh ấy không phải là vấn đề, anh ấy không xin lỗi cho ai cả, không ạ, nhưng mà anh ấy dùng cái chữ 13 đó, tôi nhớ rằng thì là nó mang một cái ẩn ý là 13 đảng thánh giá,
của cái đạo Thiên Chúa, tức là cái cộng đồng hải ngoại này chúng ta còn vác cái thánh giá nặng lắm. Đây mới là cái mà tôi muốn. Thưa bác, sẵn bác nhắc đến anh Châu Đỗ Vinh với cái sự kiện Vapa đó, thì như hôm nay thì người ta cũng có lên cái kênh mà có cộng tác với ông Ngô Kỷ là nhà báo Nguyễn Xuân Nam, đúng không ạ? Báo Kali Today đó, truyền hình Việt Nam đó, trên YouTube. Thì họ cũng có đặt vấn đề và nhiều người cũng đã nêu, như là trên Phú Sa TV cũng có nhắc là những cái người dân cử sau khi đi dự tiệc Vapa là ngoài vấn đề họ bao biện trên những cái kênh YouTube của họ, phe nhà, chứ họ chưa hề, đúng không ạ? Tức là tổ chức họp báo hoặc là lên những cái cơ quan truyền thông chính thống hoặc là trung lập, trung dung để mà trình bày, đúng không ạ? Trả lời, giải thích, kể cả đối chất, trả lời với những lời chất vấn. Nếu mà đồng hương, những người phản đối đặt vấn đề nghi ngờ thì họ chưa hề họ xuất hiện để họ trừ ông Châu Đỗ Vinh, đúng không ạ? Còn những người kia là cho âm binh tay sai lên là bao biện, chửi bới, là gọi là tấn công trả đũa thôi. Ý nói tụi bay ngu lắm, giờ bây giờ mà còn chống gì nữa. Vinh phát xuống Việt Nam là Mỹ nó đã bắt tay làm việc rồi, tụi bay chống cái gì, mù quáng, ngu dốt, quá khích. Đó là cái luận điệu của phát ngôn nhân Nhật Linh, mà cán bộ tuyên truyền và từng là biên tập viên của đài phát thanh Khánh Hòa, mới qua đây có 10 năm thôi mà vỗ ngực nói đừng có tin Phan Kỳ Nhân, đừng tin Phát Bùi, tin tôi đi. Tức là nhưng mà thưa bác, là ông Châu Đỗ Vinh thì ngược lại, sau khi mà Liên Ủy ban Chống Cộng sản và Tay Sai và ông Phát Bùi tổ chức biểu tình, đúng không ạ, phản đối, ngoài phản đối còn gần như là đã chính thức kết luận những cái người dân cử này là đã phản bội cộng đồng, thành ra họ mới biểu tình, thì ông Châu Đỗ Vinh lại ra một cái bằng tưởng lục. Và cháu nghe nói hình như Minh Giang nói là đây là ổng nói là năn nỉ các bác hãy nhận cái bằng tưởng lục này như là một lời xin lỗi tạ tội gì đó, thì không biết bác nghĩ sao về cái vấn đề đó. Thành ra nó là một trong những các cái mà một trong những các cái mỉa mai, không có cái cách nào khác cả. Cho nên ban đấy tôi nhắc lại mà trong một cái clip mà Châu Đỗ Vinh nói là 13 lần xin lỗi ở bên kia đại dương, hay là thành ra không có nói trắng trợn như là cái cô gì mà nói rằng thì là bây giờ gió đã đổi chiều rồi, bây giờ còn chống cộng cái gì nữa. Không, chống cộng họ có lý do chứ, họ có lý do thương khóc của một cái dĩ vãng. Làm sao mà bây giờ mà đổi cái màu cờ, đâu có phải là một cái bọn mà sớm đánh tối đầu, không ạ? Sớm đầu tối đánh. Vâng, thành ra đây là cái tư cách hay là đây là cái thân phận của cái người Việt Nam Cộng Hòa, thưa anh? Hoặc là như tụi cháu nói đó, tao không có đòi mày gì, giống như bà Nhật Linh bà nói, không ai bắt tụi bay phải gì hết. Chỉ có vấn đề là khi mà tụi bay vận động tranh cử, đúng không? Tụi bay kiếm phiếu, là tiếng Anh nó gọi là platform. Mày đưa ra cái chính sách, đường lối, chủ trương, mày vận động, đúng không? Vì là cái đó là cái lời hứa của mày. Thì những cái người chống cộng như bác nói, bây giờ cái gì đúng sai khoan nói, nên hay không nên khoan nói. Nhưng mà người ta có quyền, người ta thù cộng, người ta có quyền, người ta tẩy chay hàng hóa Việt Nam, đó là quyền của người ta. Đúng. Và khi người ta bỏ phiếu cho mày là tại vì mày hứa hẹn với người ta, mày tự thụ an lộc, mày chống cộng tới cùng. Không. Thì bởi vậy cháu mới đặt vấn đề bây giờ, nếu mà gió đã đổi chiều, tụi bay quay xe, tụi bay chở cờ thì tụi bay chỉ công bố thiên hạ vậy thôi. Không, hoặc là theo tôi thì không phải như thế, là không phải là làm chính trị. Tôi là buôn hận thù, tôi là bịp, tôi là bịp chứ bây giờ bắt tôi. Nhưng mà bởi vì cháu mới ép nó để cho mọi người thấy, đồng hương cử tri thấy bộ mặt thật của tụi nó, thưa bác. Bộ mặt thật của nó và chứ bây giờ các bà Nhật Linh bảo lại đánh Nhật Nhằn là bán cái, đúng không? Bao nhiêu lâu nay mày bắt người ta không được mua hàng Việt Nam, không được về Việt Nam, không được gửi từ Việt Nam. Tụi bay bắt người ta không được gặp gỡ cộng sản. Và đấy, tụi bay
khoe tụi bay ra cái nghị quyết cấm cửa cộng sản qua đây, vâng, là toàn là tụi nó không. Vâng. Rồi bây giờ cái bà Nhật Linh này bả lại quay qua bảy bả dạy dỗ Đồng Hương, bả nói là sao tụi bay ngu quá bây giờ này mà còn cấm đoán ngăn sông cấm chợ. Các bạn tụi nó láo lớn tụi bác. Cái bà Nhật Linh gì đó thì bà ấy là ngựa non nấu đá. Chứ bà còn không phải già rồi bác, cháu không dám dùng từ này, bác nói gà đi già mồm gì, nhưng mà bà ấy già hơn cháu. Vâng, không, nhưng mà ít nhất thì là mới ra đời, mới ra lò. Vâng, đối với lại Phan Kỳ Nhân, đối với những người mà ở cái hội đồng thành phố này nó lì lắm. Tôi nhớ lại cái ông tổng thống tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đó, thì ông ấy đã nói rằng thì là làm chính trị phải lì, không ạ? Và rồi ông cũng có những câu rằng thì là đừng nghe những gì cộng sản nói, hãy nhìn kỹ những gì cộng sản làm. Tức là ông ấy thấy rằng thì là mấy cái người ở đây mà cứ hay dẫn chứng như là cái cô này kia thì gió đã đổi chiều với gì không, ông Thiệu ông ấy nói cái câu đó, phải hiểu rằng thì là đây là cái thất bại của Việt Nam Cộng Hòa. Đừng nghe những gì cộng sản nói, hãy nhìn kỹ những gì cộng sản làm. Nhưng mà cái điều đó chứng tỏ rằng người dân nó theo cộng sản chứ không phải là nó bị bịp, mà không ạ. Thành ra đây mới là một trong những mà nhắc lại cái câu đó, để nhắc lại rằng cái thất bại của Nguyễn Văn Thiệu. Do đó mà ban nãy mình mới nhắc lại rằng thì là một trong những cái chế độ của sáng giá nhất của Việt Nam Cộng Hòa đó là chế độ Ngô Đình Diệm. Thì cái người em, tức là cố vấn Ngô Đình Nhu đó, là cái người đó đã nhìn thấy một trong những các cái mà cái thân phận nhược tiểu của mình, đã dưới chiêu bài đi vào rừng để mà săn bắn và gặp Phạm Hùng, tướng Phạm Hùng, tức là đại diện cho miền Bắc ở trong chiến khu. Thành ra tức là trên cái thượng tầng thì người ta đã đi đêm với nhau rồi. Thành ra và tất nhiên là không phải rằng thì là tự dưng mà có tự dưng mà nổi hứng lên mà đi vào rừng, tức là đã có những móc nối, đã có những thương thảo, đã có những mà cả, đã có những suy nghĩ. Và với cái bộ não của ông Ngô Đình Du, ông ấy đã muốn Nam Bắc bắt tay đoàn kết với nhau. Mình đã chót đại diện cho miền Nam Việt Nam, rồi Ngô Đình Diệm đã nói đứng bên bờ bến hải mà nói đây là tuyến đầu của thế giới tự do. Thì cái câu mà tuyến đầu của thế giới tự do đó là ông Ngô Đình Diệm tự chuốc đến mình một cái vai trò coi như là mình vác thánh giá, mình là một trong những cái mũi dùi và chống cộng. Do đó mà cuối đời của chế độ Ngô Đình Diệm đó, cả ba anh em đã bị giết. Đây mới là cái tức là ông Ngô Đình Diệm, Ngô Đình Nhu đó đã phản bội cái ủy nhiệm của người Mỹ, của người Pháp giao cho mày để mà mày làm cái be bờ cái hàng rào chống cộng, để mà tao mà cả với thằng Trung Quốc 1.2 tỷ dân cơ, chứ không phải rằng thì là tao o bế mày, tao cho mày khí giới, tất cả cái gì tao cho mày để mà mày tưởng rằng thì là mày lừa được tao. Cho đó mà người Mỹ CIA nó mới nói rằng thì là tao dùng mày để mà mày be bờ, mày để mà tao tiếp cận, tao mà cả với thằng Trung Quốc. Chứ bây giờ nửa Trường Xuân mà bây giờ mày lại ôm nhau, mày đi với Phạm Hùng, mày lại yêu nước, mày lại muốn đoàn kết dân tộc thì nó sai cái đường lối của nước Mỹ rồi em ơi.
Ờ, cũng bây giờ là mới mười mấy nhưng mà cũng sắp đến 30 tháng 4 Phụng ạ. Bác còn nhớ là mấy năm trước cháu cũng đi với bác, mình đi ra chỗ tượng đài chiến sĩ đúng không bác, rồi mình nghe nói là tụi nó sẽ tổ chức tưởng niệm gì đó, bên trong thì người ta làm tưởng niệm. Bác còn nhớ cháu chở bác ra cái chỗ tòa soạn báo Việt Mỹ Phụng ạ. Sau đó bác cháu mình mới về, hình như cái quán đó hồi xưa là tự nhiên cháu quên cái tên quán gì, quán Blur hay là Blue. Xong rồi cái đến đó mình làm chương trình thì bác cháu mình mới nói tụi này nó là 30 tháng 4 mà nó tổ chức đại nhạc hội đúng không ạ. Rồi nó bắt đầu nó kêu là có chỗ tắm rửa, có chỗ ngủ nghỉ, có ăn cháo miễn phí, ăn hot dog miễn phí. Cháu mới nhớ là tối hôm sau cháu lên đài ông Minh Tâm, cháu mới giỡn, cháu nói Trần Nhật Phong nó khoe là thành công mỹ mãn, có cả 10 người đến tham dự. Cháu mới nói nếu mà 30 tháng 4 năm tới tụi bay muốn thành công vĩ đại hơn nữa thì tụi bay cứ hợp đồng với mấy cái tiệm massage chứ bác, làm 4 cái lều, 4 lều 4 góc thì là mấy cô massage thì hợp đồng thuê mướn nhau chắc chừng 1.000 đồng chứ mấy, tức là họ sống bằng tiền tip mà phải không bác. Thì mày cứ nói là massage free thì coi như là nguyên một ngày hôm đó thì chắc phải cả 100.000 người đến xếp hàng để vô đó, rồi mỗi lều mày trương các bạn cùng mấy vị tướng tuấn tiết các bác, để mày khoe là 30 tháng 4 là mày tổ chức linh đình lắm, là quy tụ được cả 100.000 người đến chụp hình rồi này kia tha hồ. Cháu chỉ cho nó đường, không biết là năm nay không biết tụi nó sẽ làm cái gì thưa bác. Theo tôi thì anh cũng là đánh giá nó quá thấp. Nó là người làm chính trị mà anh cứ vạch mặt nó, nó không thèm hot dog, nó không thèm massage đâu. Đây là tôi là một trong những các cái gương mặt chống cộng tới cuối cùng cuộc đời của tôi gắn liền với cái cờ vàng ba sọc đỏ. Chứ bây giờ mà anh lại bảo rằng thì là để mở một cái đại hội mà cho ăn hot dog mới lại làm massage thì bác còn nhớ là cháu với bác về cháu nói là nó nhìn nó không thấy, chứ cháu nói là trên sân khấu á bác. Nó tưởng nó đưa cái bàn thờ 4 vị 5 vị tướng tiết, 4 ông tướng với một người tá phụng ạ. Cháu nói mày để cái bàn thờ đó thì mới đầu tự tưởng ghê lắm, nhưng mà chỉ có bỏ ra 5 phút 1 phút mặc niệm xong rồi nguyên một đêm mày đưa mông đưa đích ra Mai Lệ Huyền đồ này kia lên lắp đích vô mặt mấy ông tướng như vậy là làm sao đúng không ạ. Thành ra giữa thưa anh bây giờ bây giờ họ biết làm gì bây giờ, cho nên là tôi cứ cảm ơn Joe Đỗ Vinh là nói cái câu chuyện mà tôi dùng cái bọn này là cái bọn buôn hận thù bán hàng giả đó, mà Joe Đỗ Vinh là khen cái câu đó, đã đi ra tận quán cà phê Bonsa để mà nói rằng thì là bác ấy con người ta chết nó để lại một cái thú, một cái da của nó, còn bác đã chết bác để lại cái câu đó. Joe Đỗ Vinh khen tôi dành cho tôi cũng nghĩ rằng thì là đây mới là một trong những các cái dạ đó bác. Bởi vậy cháu nói đến ngay giờ cháu mới dám mình tự xưng, bác cháu mình tự xưng với nhau là sống mạnh cường đó, thì anh Joe Đỗ Vinh nó nói là câu để đời là mấy chục năm trước. Vâng. Khi mà bác nói thì tụi nó chụp mũ quát đúng không ạ? Còn đến bây giờ cộng đồng là chớ phở ra thấy rõ ràng là sự thật nó quá phũ phàng. Cháu nhớ rồi, tại sao cháu nhắc đến sự kiện 30 tháng 4 là tại vì mấy bữa trước nó khoe là nó, Nguyễn Mạnh Chí á, là người đứng ra tổ chức 30 tháng 4 là tổ chức đại nhạc hội gọi là 100, em ơi chiều nay 100% đó, nhảy nhót nguyên đêm đó. Rồi nói là có chỗ nghỉ rồi hot dog rồi cháo qua đêm gì đó. Rồi cháu nhớ là nó khoe nó là thành phố đầu tiên trên nước Mỹ là đứng ra tổ chức 30 tháng 4. Thì sẵn cháu nhắc luôn Nguyễn Mạnh Chí nhớ nha, là năm nay là mấy anh có tổ chức 30 tháng 4 thì cũng đừng vì nhu cầu mà nói là quy tụ mấy ngàn người mà dở cái trò là free cháo, free hot dog rồi nhảy nhót rồi đú đỡn thì đúng không bác? Nó không có thích hợp với cái ngày 30 tháng 4 thưa bác. Nó là bọn bán hàng giả mà nó có thù gì cộng sản đâu, lòng nó là mon men được người cộng sản chiếu cố, cho nên nó mới dự cái bùa rác
chứ còn thì nó tới đó mà nó nói là nó bị lừa hay là Air Việt Nam bảo trợ hay là gì đó thì lúc bây giờ nó đi về thì đó, đó. Bởi vì giờ bác thấy nó hồ hởi phấn khởi, nó mà hí hửng, nó khoe là rất là hân hạnh được ông Triệu Phát cho dán cái chữ 1975. Mà cho nói rõ ràng cái đó, mày như vậy là mày cảm ơn Đảng Cộng sản, cảm ơn đại thắng mùa xuân chứ còn gì nữa phải không ạ? Mày nếu mà mày là hậu vệ Việt Nam Cộng hòa mà tại sao mày lại vinh danh 1975? Vâng, đấy là rồi thì là đấy là đúng, cả đạo nhìn cái đó thì tôi thấy là thì là quá đúng. Cảm ơn bác. Và coi như là thì là tôi chỉ nhìn thấy 1975 mà để cái cửa Phúc Lộc Thọ đằng sau cái tượng Phúc Lộc Thọ đó thì tôi chỉ thấy rằng thì là 19 thì nó có cái hình cờ Mỹ, 75 thì nó có cái hình cờ vàng ba sọc đỏ. Thế thì Khải Đào không bằng lòng nói chuyện rằng nó phải là cả một cái biểu tượng, nó phải là một cái cờ đàng hoàng. Chứ còn có rất nhiều nhiều cách để thiết kế đúng không ạ? Vâng. Để phát họa. Vâng. Thế nhưng mà theo tôi và cái ông Nguyễn Mạnh Chí tới là nghĩa là mời đồng hương tới để mà ăn mừng, coi như là được chúng ta đã dán được một cái đề can này lên trên cái chỗ này, đây là một thắng lợi lớn. Nhưng mà trong lòng ông Chí, cái hội đồng thành phố Westminster nó cũng hiểu cái thân phận của nó, cái thân phận của nó tức là monument được tới những nơi công cộng. Chuyến trước thì là cái 30 tháng 4 thì nó tổ chức ở gần tượng đài đó. Còn bây giờ nó tổ chức ở cái Phúc Lộc Thọ thì nó được dán cái đó thì nó đã coi như rằng thì là đây là một thành công. Và nó biết cái thân phận của nó, nó biết cái thân phận của nó. Và rồi thì là tôi thấy rằng thì là ông Ngô Kỳ hình như cũng lại gọi ông chủ đi ra đặt cái vấn đề là phải cờ vàng ba sọc đỏ đó. Thì hình như ông ấy có trả lời, ông ấy không trả lời dứt khoát, nhưng mà ông bảo rồi có. Tức là một cái thông điệp của ông ấy mà ông ấy nói rằng thì là mày hỗn quá, không ạ, đừng có áp lực bố mày, không ạ, mày chỉ là cái thằng múa rối thành ra đó, rồi sẽ có. Thế mấy người này về nói chuyện rằng là ông ấy nói cho qua đi à chứ, rồi thì là biết rồi sẽ có là một năm hay là hai năm ba năm, bởi vì rằng thì là cái người tàu và thế giới người ta nhìn đấy là bọn này nó bán hàng giả, bọn này nó không yêu gì cái cờ vàng ba sọc đỏ cả, mà bây giờ nó đòi là treo cờ, xong rồi nó còn nói là có thể có đổ máu được nữa. Thì tôi thấy rằng thì là đây là cái lúc mà cái ván bài nó lật ngửa, và đây mới là cái lúc mà tội nghiệp cho những người chống cộng. Họ đã đi quá trớn rồi, cho nên giờ này thì không giống như là cái cô này cô kia nói là họ đã giao thương với nhau rồi đó. Sự thật là nó như vậy. Bây giờ còn chống cộng cái gì nữa? Nhưng mà phải cho người ta khóc. Người ta khóc cái dĩ vãng, người ta khóc cái nhầm lẫn của người ta. Đây mới là một trong cái lúc mà tôi đã nhìn thấy cái cuốn này nói về chuyện ngàn lệ rơi, xong rồi thì là ông Phan Kỷ Nhân nói về cái 30 tháng 4 mới lại gặp năm vị tướng tuẫn tiết mới gì đó, một cuộc chiến chết cả bao nhiêu triệu người, ba cái gì mà đến nỗi mà chỉ có kỷ niệm có mấy người tuẫn tiết. Thì tôi tưởng rằng thì là cái người đó không biết là bao nhiêu người tự tử mới đúng, nhưng mà tại sao không tự tử? Là bởi vì rằng cái cuộc chiến này là một cuộc chiến ủy nhiệm, cuộc chiến này là một cuộc chiến thế giới, nó thuê mình, mình không biết. Những các cái quý vị trưởng thượng Việt Nam Cộng Hòa đó, quý vị được thuê, quý vị được dùng,
quý vị được dùng trong một cuộc chiến tranh ủy nhiệm, và quý vị mới là người bị lừa, và quý vị có quyền uất phẫn uất. Bởi vậy thưa bác, chú mới nói người nào khác có quyền nói cái câu đó. Đúng không? Nhưng mà cái đám này thì không có quyền, không có tư cách, cho đến khi nào mày dập đầu ăn năn sám hối xin lỗi, công bố thiên hạ, nói là tôi sai, hồi xưa tôi hô hào phải tử thủ là sai, bây giờ chúng tôi đã thấy được vấn đề, chúng tôi xin quay đầu, chúng tôi xin thuần phục David Dương, thuần phục Triệu Phát, thuần phục Việt Nam Airlines, thuần phục Đảng Cộng sản Việt Nam. Chứ còn mày một mặt thì mấy hôm trước thì mày chụp mũ người này, chụp mũ người kia, mày hô hào, rồi hôm sau mày quay qua mày chửi người ta mù quáng, cực đoan, quá khích. Tôi cho rằng thì là họ có mặt ở mấy cái chỗ đó và họ biết chứ. Yeah. Họ biết đằng sau nó là cái gì chứ. Cho nên họ họ không bỏ ra về. Và đây là những hành động mon men tới để mà còn tồn tại. Tuần chay nào cũng có nước mắt. May ra cuộc đổi đời này mình có phần. Cháu nói tụi này là tụi vinh thân phì gia, mà bác nói nó hơi tiền, nó theo hơi đồng. Như bác nói nước chạy về chỗ trũng thì tụi này nó chỉ chạy theo mùi tiền thôi. Làm sao mà nó bỏ David Dương được? Và không những thế, và nó mon men chứ, nó mon men tới. Chứ cũng chưa chắc người ta sử dụng nó. Vâng, nó mon men tới. Dạ vâng, hồi nãy bác có dùng cái từ lục xúc tranh công. Chắc lần tới mình sẽ nói về cái đó. Tại vì bà Nhật Linh bảo kêu là ông Ngô Kỷ, tại vì tức tối là tại vì bị Nguyễn Mạnh Chí tranh công giành cái credit. Tức là ổng là người khởi xướng đòi ông Triều Phát phải dựng cờ. Mà đùng đùng Nguyễn Mạnh Chí ở đâu ra lon ton nói là tôi đã bàn cái chuyện này 6 tháng trước rồi. Nhưng mà cái chuyện đó là mình chắc phải bàn sau, tại vì bây giờ là tiệm Gypsy phải đóng cửa. Anh David Minh anh đã để cho mình nói chuyện, bác cháu mình nói chuyện thêm 45 phút rồi. Cháu mời bác có lời cuối để kết thúc buổi nói chuyện. Vâng, thưa anh, nó vẫn nằm trong cái đáng thương, cái tội nghiệp của cái cộng đồng được Việt Nam Cộng Hòa được coi như là người Mỹ trước đây là người Pháp dùng, sau tới người Mỹ dùng. Và đây mới là một trong những các cái uẩn khúc của lịch sử. Và mình bắt rằng thì là họ phải nhận họ sai lầm. Họ trong lòng họ biết chứ. Trong lòng họ biết chứ. Nhưng mà bây giờ cho nên tôi mới nói rằng thì là cái nguyên tắc là đáng nhẽ người ta phải hối lỗi, là người ta đấm ngực, người ta lỗi tại tôi, lỗi tội tại tôi. Nhưng bọn này nó bán hàng giả, nó đấm ngực người bên cạnh. Cho nên để nó tồn tại, để nó thấy rằng thì là lòng nó không hối hận. Đây mới là cái chuyện mà cái mặt nó vẫn trơ trơ ra. Nó nói rằng thì là ít nhất là tao thắng cử đó, làm gì tao. Dạ vâng, đó là thêm là một cái đề tài khác. Khải xin hẹn với các bạn là vấn đề đổ lì, đổ thừa và đổ đốn. Dạ, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình tới. Xin thân ái chào tạm biệt. Ai xui miệt ấy ghé gì thăm, bún cá phở quyên vẫn mãi thèm. Hầm rục xương cá ngọt liệm, chả cá vàng tươi ngon giòn, nước lèo bốc khói thơm ngát, tương hành chanh ớt chị mời em, ăn tô bún cá chứa chan tình người. Lan Anh Kitchen 714-576-6070, 576-6070. Bún riêu nóng hổi, ai mời mình ăn đây ta? Lan Anh Kitchen xin mời một tô bún riêu, cà chua sốt chín, đậu hũ rau xanh đậm đà màu riêu, được ăn được nói được gọi đem về, bún riêu thơm ngon đậm đà. Lan Anh Kitchen 714-576-6070, 576-6070. Thương nhau múc chén chè xanh.
làm tô mì Quảng em mời chị ăn liền. Lan Anh Kitchen 714-576-6070 576-6070. Ai xui miệt ấy ghé dì thăm, bún cá phở quyên vẫn mãi thèm, hầm rục xương cá ngọt liệm, chả cá vàng tươi ngon giòn, nước lèo bốc khói thơm ngát, tương hành chanh ớt chị mời em, ăn tô bún cá chứa chan tình người.